Đời này làm thiện làm ác, đến đời thứ ba hoặc đời thứ tư hoặc mười trăm ngàn vạn đời, hoặc đến vô lượng vô biên kiếp sau mới hưởng phước mắc họa, đó gọi là hậu báo. Hậu báo sớm trễ không nhất định, hễ gây nghiệp quyết định không thể chẳng thọ báo. Điều thứ ba này hơi dài, đọc hơi nhanh. Đời này làm thiện làm ác, đời thứ ba hoặc đời thứ tư hoặc mười trăm ngàn vạn đời, hoặc đến vô lượng vô biên kiếp, hoặc đến vô lượng vô biên kiếp sau mới hưởng phước mắc họa, đó gọi là hậu báo. Hậu báo sớm trễ không nhất định, hễ gây nghiệp quyết định không thể chẳng thọ báo. Nghe mà nhớ ghi ý cũng được đồng xong. Và cái lời khai thị thứ ba đó là Ngài nói đến là chuyển biến hòa phước do tâm. Là ví như có người tạo ác nghiệp sẽ vĩnh viễn đọa địa ngục, chịu khổ bao kiếp dài lâu. Về sau người ấy sanh lòng hổ thẹn lớn lao, phát đại bồ đề tâm, cải ác tu thiện, tụng kinh niệm Phật, tự hành dạy người, cầu sanh Tây Phương. Do vậy đời này bị người khác khinh rẻ, hoặc bị chút bệnh khổ, hoặc bị bần cùng đôi chút, hoặc gặp hết thảy chuyện chẳng như ý, cái nghiệp vĩnh viễn đọa địa ngục bao kiếp chịu khổ dài lâu đã chót tạo trước kia nay liền tiêu diệt, lại còn có thể liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh. Nghiệp có thể chuyển được, do tâm thay đổi thì nghiệp sẽ biến chuyển. Cái này lời khai thị của Ngài thiệt là thấm thiết, hay.
con người mình bị màn vô minh che lấp, thường gặp phước, được phước, được may mắn, không có nghĩ là cái nhân đời trước mình đã gieo trồng, mà cứ nghĩ là tài năng của mình tự kiếm có. Chỗ này là cái chỗ mình thất bại. Hiện tại chúng tôi suy nghĩ, sở dĩ hôm nay có một cái phước báu anh em huynh đệ mình ở trong khu chiên tu sống an ổn, không có lo chuyện bệnh hoạn đói khát, đó là cái phước đời này hiển báo chúng tôi y chỉ lời khai thị của các bậc lão sư đi trước, niệm Phật tích thiện tích đức. Cho nên trong đời này được hiển báo, điều này chúng tôi tin tuyệt đối. Không phải là tài năng của mình bỗng không tự nhiên nó tới của cải, hàng ngày sinh hoạt ăn uống bao nhiêu con người này rồi bao nhiêu con người trên tỉnh thất. Không phải tài năng của mình, mà do mình tích thiện, tích đức, bố thí pháp, phóng sanh, in kinh, làm lành. Chuyện này chúng tôi thường nói mà đã chúng sống trong này thấy rõ. Mấy em B4 làm ra cả ngàn cái rồi lúc trước tất tần tật là đem tặng bố thí cúng dường hết, là pháp thí thù thắng hơn mỗi thí, đúng không? Nói sao làm vậy? Làm như vậy thì có được kết quả như vậy. Như thị nhân, như thị quả, như thị báo. Rõ ràng. Mà người đời si dại cứ nghĩ là ô tôi làm có tiền, thì tôi bươn chải đó là do khả năng đầu óc tính toán giỏi. Sao tính toán giỏi? Cũng có người làm cái công ty đó người ta thành công, cũng địa điểm đó, cũng làm mặt hàng đó người ta thành công, còn mình nhào vô lại thất bại. Ai cũng có cái đầu tính toán mà vì sao mình thất bại? Vì trong mạng cái người thất bại không có tài. Rõ ràng không tích tài, đời trước cũng không tích, đời này cũng không tích, do hưởng không. Cái này là cái lý nhân quả tất yếu, mấy anh em thấy thực tế luôn. Bây giờ hiện tại trong chúng có những người họ chịu kham khổ, họ chịu vất vả, họ chịu lau chùi, dẹp dọn bếp núc, lau nhà cho các cụ già, rồi các cụ bệnh cái đưa đi bệnh viện lo thuốc men. Đó là cái vấn đề chúng tôi làm đó. Là lợi tha, là giúp cho người đó có thể mạnh khỏe, an vui, niệm Phật vãng sanh. Gieo thêm cái nhân này nữa là cái nhân liễu sanh thoát tử. Còn người già đó họ chịu tu hay không, ảnh nghịch ngợm hay không, cái chuyện của họ. Nên mình không có phải chấp nhất vô chuyện đó. Bây giờ họ nghịch ngợm và đời này họ niệm Phật, họ tu mà không đắc kết quả, không được kết quả, họ đọa địa ngục. Nhưng nhiều đời về sau, vô lượng đời về sau, họ nhờ cái chủng tử, hôm nay họ nghe văn sao Ấn Tổ, hôm nay họ chịu niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nhiều đời về sau, vô lượng đời về sau, cái nhân địa này nè cũng giúp cho họ có thể thành Phật được. Không đánh đuổi họ, họ nói không nghe thôi chứ ai mà đuổi họ làm gì. Điều họ hết phước, họ tự động họ phải ra đi, cái duyên không đủ thôi. Thì mình hiểu ra được cái nhân quả thì mình sống rất là an vui. Như vậy là cái nhân quả này, Tổ sư Ấn Quang nói cái điều này anh em nhớ. Dầu cho Phật Tổ Bồ Tát xuất thế trong thời này mà không nói đến nhân quả báo ứng luân hồi sanh tử thì cũng không cách nào dạy chúng sanh được. Nói chung cho chúng sanh thời này, bởi vì họ không thấy. Những thời trước khi Đức Phật Thích Ca còn tại thế, hoặc 1000 năm kề là tượng pháp hoặc chánh pháp đó, thì tự họ hiểu, họ có cái trí tuệ và cái màn vô minh nó mỏng, cho nên họ nhìn thấu triệt, họ thấy liền. Còn đời này nói cho họ nghe họ còn chưa tin, họ thấy trước mắt sờ sờ mà họ còn chưa tin. Họ biết con cái có đứa ngỗ nghịch quang đàn bị chết yểu xe tông tự tử, họ thấy rõ ràng luôn. Còn đứa nào mà ngoan thì nó lại sống thọ, thấy trước mắt sờ sờ vẫn không tin. Lý do gì? Nghiệp chướng ngăn che. Thấy rõ trước mắt sờ sờ luôn. Cái người đó làm ác đó hiện báo là chết, bị coi như là chết cháy chết thiêu đó. Ăn mặn như là bị chết mà coi như đau đớn quằn quại, coi như là da họ lột ra như con cá mà lúc trước họ lột giấy họ ăn. Thấy trước mắt sờ sờ mà không sợ.
đây gọi là chúng sanh cõi Nam Diêm Phù Đề, cõi Ta Bà mà này, khó độ, căn cường khó độ. Vì sao căn cường khó độ? Vì căn lành mất hết, thiện căn mất hết, ác căn đang xuất hiện. Mà ác căn xuất hiện thì người căn lành nói cho người ác căn họ nghe không? Họ không nghe. Cái chỗ này là cái chỗ mà mười phương chư Phật tán thán Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mười phương chư Phật tán thán Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại dám vào cõi ngũ trược ác thế này mà độ sanh. Trong kinh A Di Đà, lành thay Đức Phật A Di Đà lại vào cõi ngũ trược ác thế để độ sanh. Kinh khủng không? Đó. Thì bây giờ mình cứ coi kỹ lại, anh em mình cũng vậy, nói chuyện hít thở, nói chuyện niệm Phật, hàng ngày mình nhớ được bao nhiêu. Cái người mà họ nhớ sâu, họ hành trì thì cái người này căn lành họ sâu dày. Còn người nói xong rồi họ bỏ, họ không làm thì mình biết ngay nơi trước mắt họ thấy sờ sờ là hữu ích rồi đó, nhưng mà họ vẫn không làm. Làm không được. Đó là căn lành họ yếu kém lắm. Thì cái việc mà hiện báo nó rất là rõ ràng, mà người ta cũng nhìn thấy là keo kiệt, bổn sẻn, sát sanh, tà dâm, hại vật, quả báo trước mắt luôn, họ vẫn không tin. Như ông Du Tịnh Ý Công, đúng không? Du Tịnh Ý Công trước mắt luôn, rõ ràng luôn, không tin là không tin. Hôm qua đại chúng coi hai tập hay không? Hoan hỷ hả? Mấy tập sau mới hay. Hôm qua Giác Nhàn làm luôn một ngày sạch sẽ 8 tập luôn. Trời ơi, ngồi coi mà không biết làm sao mà. Lâu lắm rồi đâu khi nào coi phim ảnh gì đâu, không thích. Mà hôm nay thấy tấm lòng của lão Phật gia Thường Tịnh Hạ Không bỏ tiền ra đóng cái bộ phim này, coi như coi mà nước mắt nó tuôn ra giữ không được. Cái đầu mình nó lăn lăn, nó làm sao nó cũng không phải là thư giãn tuyệt đối. Bởi vì tập trung coi thì nó không phải căng thẳng nữa, mà mình nghĩ chắc tối khó ngủ lắm, bởi vì nó nhập tâm vô cái phim này mà tối vô ngủ một giấc thiệt ngon luôn. Cái người mà căng thẳng vì cái chuyện bực bội tức tối á, họ coi những cái phim mà đồi trị, những cái phim kiếm hiệp, phim tình cảm, họ căng thẳng ghê lắm, thì tối không ngủ không được. Họ ngủ nằm mơ la ôm sùng hết trơn. Coi phim tình cảm thấy vợ mình bị người ta cướp không? Y như trong phim á. Mà coi cái phim này tự nhiên nó có giá trị về nhân sinh quan, về cái nhân quả quá tuyệt. Một lần coi qua vẫn không hiểu ra nổi. Như hôm qua thầy Long thầy kêu thầy coi hai lần rồi mà cái buổi sáng hôm qua Giác Nhàn nói những cái cốt tủy trong đó, thầy kêu là thầy chưa nhận định ra được, không thấy được trong đó. Không phải là dễ. Mà thầy nhắc chúng tôi nói đến cái chỗ mà ổng đi vô con đường cùng, ổng định nhảy xuống cái sông đó, ổng chết rồi cuối cùng gặp ông Táo Thần làm người lái đò, là la lên: "Ơi ơi, qua đò không, qua đò không?" Ổng nghe cái ổng tỉnh, cái ổng hết nhảy xuống dưới cái hồ, ổng chết rồi leo lên đò rồi ổng ngồi muốn chết nữa, rồi ổng rớt cái giỏ xuống, ổng định nhảy xuống nữa ổng chết. Bây giờ vô đường cùng rồi. Rồi cuối cùng mọi người kéo ổng lên. Rồi Táo Thần mới nói một tên họ, họ Dương là người làm lái đò, chứ không nói là ông Táo Thần. Rồi bắt đầu mới cho ổng rau cỏ đồ, rau cải đồ ổng về cứu ổng lần đó, lần thứ nhất. Lần thứ hai là bắt đầu hiện hình nói luôn. Thì khi mà chúng tôi coi qua cái cuộc đời của ông Judo này, tên là Lương Thần, người ta gọi ổng thường danh từ ổng là kêu là Lương Thần. Hồi tối mình thấy bà vợ hay nói ổng tên Lương Thần, thực ra ổng tên Đô mà họ Du. Cho nên thành ra khi ổng kết hợp cái tên của ổng là lấy cái họ Du là Tịnh Ý Công. Thì cuộc đời của ông này khi Giác Nhàn xem vào thì đây là một bài học sống động, cực kỳ là thực tế, và câu chuyện này có thiệt. Một số những bộ phim họ nhân cách hóa những nhân vật lên, như phim Tề Thiên Đệ Thánh thì Đường Tam Tạng á, là Pháp Sư Huyền Trang đi sang từ Trung Quốc đời Đường á, Trung Quốc á, ngày đi qua bên Ấn Độ có Tề Thiên không? Làm gì có Thiên nhảy rồi tự nhiên làm gì mà có yêu quái ra chặn đường đồ ăn thịt Tam Tạng.
thì cái này là họ phỏng theo cái sự phóng tác của ông Ngô Thừa Âm và viết lên một mẫu chuyện từ nơi tâm thức của mình tưởng ra. Ý thức là từ thiên địa thánh là nó nhảy múa lung tung đó, thì họ họ phỏng theo một cái bát thức của con người mình dựng lên nhân vật đó. Nhưng mà riêng câu chuyện này thì ổng có bao nhiêu người con chết vì sụp nhà, hai đứa chết vì dịch bệnh, 5-6 đứa, rồi một đứa vừa đẻ ra là đứa con gái Mẫn Nhi đó, là nó bị điên điên khùng khùng, tinh thần không ổn. Rồi đứa con trai ấy là Tiểu Hoái Am là bị mất tích. Rõ ràng câu chuyện này là sự thật, từng nhân vật trong mẫu chuyện này là sự thật hết luôn, viết lên một cái cuộc đời của ông. Và Hòa Thượng Tịnh Không thấy đây là nhân vật biểu pháp, cho nên ngài mới cho đóng cái bộ phim này. Và những tập về sau, có một số các thầy hôm trước chúng tôi qua bên Hồng Kông thấy đứng tụng tam thời hệ niệm ra đóng phim luôn. Rồi tụng kinh ở Di Đà nó hay gì mà hay luôn. Cho nên ra là ngài để cái tâm vô đây dựng bộ phim. Và thượng tọa ngài Ngộ Đạo là để toàn tâm vô đây để làm cái phim này. Mà nhiều lần Phật tử được thấy, nhưng mà như là cô Hương, một số Phật tử thấy nhưng mà thấy bình thường lắm. Hôm qua chúng tôi nói xong một cái là háo hức định coi. Có mấy người như cô Huyền, một số người trên đó họ có internet, họ coi hết một ngày luôn. Mình không có thời gian để chia ra 4 ngày trên đỉnh thất hồi tối cũng có coi. Nhưng mà mỗi người coi nhận định khác nhau, do cái ông du tịnh ý, là tịnh ý có sâu hay không, là nhận được sâu hay không. Mà tịnh ý cạn thì nhận được cạn thôi. Cái tên của ông này là một cái danh từ của Phật học, đó là tự tịnh kỳ ý, đúng không? Thì chư Phật giáo cái gốc là tự tịnh kỳ ý. Thì cái việc mà chúng tôi coi qua và đánh giá cái bộ phim này có giá trị nhân sinh quan về cái nhân quả rất sâu. Và Hòa Thượng đưa vô một số những cái ý tưởng về cái việc để niệm Phật, rồi thêm một chút xíu vô thêm mà nó thành một cái bộ phim Phật giáo. Thiệt ra có nhiều người ta kêu đây là bộ phim Phật giáo, mà thực sự là Phật giáo, mà cũng là phim bên ngoài đời, có chất tính cách giáo dục nhân quả rất sâu. Về thọ mạng, người ta chết nhiều lúc người ta không có biết, người ta không thấy rõ, giống như ông Viên Liễu Phàm. Ông Viên Liễu Phàm thì có cái đặc biệt là ông có cái duyên với Văn Cốc Thiền Sư, lại có duyên với lại là Bồ Tát Chuẩn Đề. Còn cái vị Du Tịnh Ý này là ông có duyên với Bồ Tát Quan Âm và có duyên với Đức Phật A Di Đà luôn. Vậy cho nên thành ra là các vị này hầu như là gặp cảnh khổ thì họ mới quay đầu. Mà ông này cảnh khổ ổng quá bi đát. Cái lúc mà ông còn nhỏ, quý vị coi những cái tập về sau, giờ dưới này một số người chưa coi, hầu như chưa coi, thầy Long rồi coi. Nhờ thầy Ngữ thầy kêu mấy năm trước thầy coi, 3-4 năm trước, coi như một cái cuốn phim cho vui, thấy bình thường. Nhưng mà khi mà mình hiểu cốt truyện và mình thấy đây là một cái sự giáo dục siêu sắc, sâu sắc thì thấy nó giá trị của bộ phim liền. Như cô Hương cổ kêu, cô thấy thầy Thành thầy đăng lên trên Facebook, đăng lên rồi mà thấy sao nó không có hấp dẫn. Bởi vì những người mà không thích coi phim mà bây giờ gặp mấy cái phim này là họ không tập trung họ coi được. Đó. Ví dụ như giờ hiện tại là cổ phải ngồi ở trên bàn thờ, cổ nghe mãi đến 7 giờ rồi phải xuống lo đồ ăn uống, chứ không phải được như mình đây, được như mọi người là nghe trọn vẹn trong cái buổi nói chuyện chúng tôi hôm nay. Vì mọi người có mỗi cái chứng duyên. Có người có tiền của họ chiến duyên về chuyện chồng con. Có nhiều người họ có cái duyên thuận về chồng con đồng tu, họ chứng duyên về tiền của. Có người về thuận về chồng con, thịnh thuận về tiền của, chứng cái duyên bệnh hoạn. Rồi có nhiều người không bệnh hoạn luôn, rồi tiền của có luôn, rồi chồng con hỗ trợ, nhưng mà tâm bồ đề yếu kém, không thích tu chút nào. Thế thấy cái cõi đời này gọi là chứng duyên, chứng nghiệp, báo chứng, phiền não chứng không? Nó là như vậy. Thì chúng tôi coi cái tình tiết mà sở dĩ vì sao 3 đời gia đình của ông Du Tịnh Ý Công này, ông nghèo. Lý do gì nghèo? Vì gia đình không được ai nhắc nhở cho biết cái việc hành thiện tích đức, bỏ ác, tu thiền, sửa xưa tu nay. Cái chỗ này là cái chỗ mà thiệt thòi, không gặp được Phật Pháp. Đâu có ai bảo đâu.
trăn trâu là trăn trâu vĩnh viễn, làm nông là làm nông vĩnh viễn, và nghèo khổ gọi làm mướn vĩnh viễn, không có biết cái cách gì để mà thay đổi vận mạng, thay đổi số phận, cứ than trời trách đất và cứ như vậy mà làm. Thì bây giờ mình nhìn vô cái cốt truyện này, như vậy mình đem tiền một vài trăm triệu, năm ba trăm triệu, rồi mình đem vài tỷ mình cho những người nghèo đó, người ta hết khổ. Cái giá trị của cái câu chuyện này là nằm ở chỗ này nè, cho họ ăn hết khổ, cứu ngặt thì được. Ấn Tổ nói là cứu ngặt cho họ qua cái cơn ngặt nghèo, bị bão lụt thì được, mà giúp cho họ hết nghèo thì 100 đời cũng là nghèo. Vì không có ai nói đến Phật pháp nhân quả để cải đổi lại được cái cuộc sống từ nơi cái thiện ý, thiện khẩu, thiện hạnh, thiện pháp. Không biết làm thì làm sao thay đổi? Mang bạc tỷ xuống đưa cho họ để nuôi họ sống là nghèo, vẫn cứ nghèo. Như chỗ này là cái giá trị của cái bộ phim này. Nhìn cho ra được cái cốt truyện là gia đình không gặp được ai chỉ điều thiện, tích đức, hành thiện, sửa sư tu nay. May cái ông này, ông Du Tịnh Ý này còn một cái duyên căn lành là chỉ nhớ đến Táo Thần à. Nhớ đến ông Táo thôi. Mà là ông Táo lại xuống để chỉ vẽ. Các vị đó là các vị thiện thần hết. Mà thiện thần có cảnh giới trên mình á, họ không phải là giả thiện đâu. Họ là chân thiện, họ tu từ nơi cái tâm thiện. Còn cõi con người mình, cõi này là thường là giả thiện, thiện ngoài miệng, thiện ngoài hình thức, mà trong tâm lại là xấu ác. Thì các vị thiện thần đó họ không chịu. Hiểu cái chỗ này không? Ấn Tổ hay nói mình là ngụy thiện nhân, ngoài nói thì miệng là niệm Phật là tu hành, mà ở trong thì xấu ác kinh hồn luôn. Thì cái cảnh mà nó quay cái khúc mà ổng đẩy một xe lúa đi, ông đẩy xe lúa ông tới ông nộp cho quan trên. Quan trên nhận xe lúa xong ép ổng. Đấy lại đủ rồi, đấy lại là một mùa vụ, là một gia đình là đóng thí dụ 5 tạ đi. Thì ông bắt ông này phải đóng thêm cho một xe nữa là 6 tạ. Ông này không có lúa đóng, ông đứng ông chân hững luôn, ông cái ổ. Tôi nộp đủ rồi, bây giờ tiền đâu mà tôi nộp? Thì cái ông Vô Tình Ý này lúc ông còn trẻ, ông đứng ông ngứa gan, ông sùng mình, ông tức lên và ông đứng gần cái bàn, ông lấy cái tay ông rê cho cái ly nước của cái ông quan rớt cái choảng xuống bể đi. Cho ông kia coi như là ông vừa là cái đứa nhỏ này nó quá bực tức đi. Nó kêu sao mà quan mà chèn ép. Thì Ấn Tổ hay dùng danh từ là gì? Làm quan gom góp của cải của trăm họ, màu mỡ của trăm họ mang về để mà làm cho lợi ích riêng tư cho gia đình mình, thì con phải tiệt tình. Gia đình về sau phải khốn đốn, hoặc vô tù ngồi. Chưa hết lòng tham, chưa có đạo đức mà dám đi làm cái chuyện lớn. Cái chỗ này là đưa nơi con vô con đường chết. Trời ơi, ông buồn. Ông đi về, cái ông đang đẩy chiếc xe, cái đứa con nó chạy lại, nó nói ba con không muốn đi học nữa, con phụ cho ba. Thì ông này ông nói nhà mình ba đời rồi cứ nghèo như vậy, con không học thì hỏi làm sao giải thoát được cái chuyện nghèo của gia đình mình hả con? Trời ơi, đứa nhỏ nó đứng nó chân hững luôn. Nó kêu sao mà nó có cái tình cảnh trong cái cuộc đời nó lại có một cái chuyện ức hiếp như vậy. Nếu mà không đóng là không bắt bỏ tù được. Thì ông về ông phải lo cặm cụi, ông suy nghĩ để mà ông có lúa đóng. Cuối cùng ông chết luôn. Ông tinh thần nó bị quá là tổn thương và quá là buồn phiền, quá là bực tức, khó chịu. Và ông chết. Thì ông Du Tịnh Ý này là mất mẹ còn sớm. Không có quay đến cái cảnh mẹ, nhưng mà mẹ không thấy mặt mẹ rồi đó. Rồi cuối cùng chết hai đứa, lại đã có một đứa em gái nữa đi ra ngoài cái mộ. Họ quay cái cảnh mà đóng cái cảnh mà đeo tang thắp nhang cho cha, cho rồi. Bây giờ hết đường rồi, hết đường sống rồi, phải đi chăn trâu cho người ta. Mà đi chăn trâu người ta là cái lúc mà nhớ đến lời cha là phải lo học để thoát cảnh nghèo. Thì cái lớp học ở bên trong, người hôm qua coi đến cảnh đó không? Lớp học bên trong người ta đang học, anh ngồi bên ngoài, anh núp, anh ghi. Trời, mà thấy cái cảnh đó không? Bây giờ, ví dụ thì hậu cho ổng ngồi ngoài kia, thì chắc là lúc đó ổng lo dữ lắm, lo giống như nhỏ không? Còn nhiều lúc cái nhìn nó mà nhiều, nó thừa, lúc mình thấy nó bình thường quá. Còn cái cảnh mà ngồi bên ngoài cửa sổ mà gặp mấy đứa kia nó uống nước, nó đổ lên đầu đó. Chúng tôi coi đó nó chịu không nổi.
Bởi vì lúc đó mình thấy không phải là diễn viên đóng nữa, mà thằng nhỏ này là ông Vô Tình Ý lúc còn nhỏ. Bởi vì Hòa Thượng lựa cái nhân vật đóng quá xuất sắc. Ông đến cái lúc mà ổng từ nhỏ mà ổng lớn lên, cái cuộc đời ổng là nó diễn biến những nhân vật mà nó nhập vai quá xuất sắc. Bên Trung Quốc là hầu như là họ coi cái mẫu chuyện để đóng phim là họ phải nhập vai vào con người đó. Cho nên thành ra là cái việc mà nói riêng đến cái người cha của ông Vô Tình Ý, thì chúng tôi đang coi tự nhiên chúng tôi nhớ đến người cha chúng tôi. Đây là sự thật. Cụ Thiên Chánh hay kể. Và cái lúc ông ở dưới Bình Định là ông nghèo, gia đình có những người giàu có mà ông nghèo, ông bị bệnh, ông nằm một chỗ đi không được, cái mục nữa cái chân ông đi không được. Và xin gia đình thì người ta, dòng họ người ta chỉ đem đến người ta cho ăn giống như kẻ mà như là ăn xin vậy đó. Thì ông buồn quá ông mới đi xin ăn, ông cụ ba thầy ông đi xin ăn. Ông đi xin ăn lang thang từ Phù Mỹ qua Phù Cát rồi ra thành phố Quy Nhơn, đi vòng lên tới trên thành phố Ban Mê là gần 30 tuổi rồi mới gặp bà cụ. Bởi vì không có điều kiện, ai mà cưới mình, nghèo khổ quá, gặp con gái nào nó cũng chê hết trơn, mà trời đi xin mà ai mà cưới, ai mà mang về làm gì. Ông kêu là tôi là còn nhỏ tôi đi xin ăn, ông hay nói, ông cụ không nói. Mà tôi thấy lúc mà ông về trên tỉnh thất, ông còn kể tôi thấy cái nhà hành thiện tích đức làm phước tôi thích lắm, mà tôi không có tiền để tôi làm. Rồi những người mà làm thiện tích đức nó hầu như là họ biết cái ngày giờ họ chết. Rồi giám nhàn mới hỏi là họ chết họ nói họ đi đâu, ông kia không nghe họ nói, nhưng mà hầu như họ biết ngày chết. Ông hay kể cái ông đó chúng tôi quên tên rồi, mà ông có làm thiện là ông tích đức, ông mang lúa gạo ông cho người khác, hầu như là ông biết ngày giờ chết. Ông nói bữa đó là tôi chết, ngày tháng đó tôi chết. Mà họ biết ngày chết, giờ chết, nhưng mà họ không biết họ đi đâu. Bây giờ họ đâu có niệm Phật, họ biết cái chuyện mà làm thiện lên cõi trời. Thì ông này là dễ sanh lên cõi trời. Thì chúng tôi nhìn lại cái cảnh của ba ông Vô Tình Ý là chúng tôi nhớ đến ông cụ chúng tôi kể. Là ông đi xin ăn, chống cái gậy đi cà thọt xin ăn. Và cái chân của ông vẫn còn cái mục. Thì mình coi cái hoàn cảnh của họ và mình nhìn về cái hoàn cảnh của mình thấy có cái sự tương đồng giống nhau. Ông này thì ông cũng nghèo khổ mà chưa đến nỗi đi ăn xin, ông còn làm ăn được. Như ông cụ, ông đau chân, ông đi cà thọt, ai mà nhờ ông đi làm được. Linh bắt đầu lên Ban Mê Thuộc gặp bà cụ đó rồi, cho bà cụ cũng nghèo luôn. Bà ở Phù Cát, ông ở Phù Mỹ, Bình Định cùng quê với nhau, hai người gặp nhau. Bắt đầu là làm bánh hỏi. Có được vài người con xong bắt đầu cái nhà nó cháy luôn. Rồi đến mượn tiền bên cậu, bên bà cụ đó, người ta quá trời giàu luôn, bán vàng luôn mà không cho là không cho luôn. Trời ơi, nghèo quá. Hỏi lúc đó đẻ giám nhàn kêu chưa đẻ, kêu cũng còn hơn. Chưa đẻ mà nghèo đến nỗi mà nhà mà bị cháy luôn. Trời ơi, gánh bánh hỏi đi bán mà không có tiền mà nhà bị cháy. Rồi cuối cùng đi ra cái gốc cây giả tỵ á, làm súng để nó bắn, che mấy cái bạc đồ ở trong đó. Rồi bắt đầu làm, tìm từng đồng từng cắt, vài năm sau mới có tiền, bắt đầu mua đồ đạc để mà xây trên cái mảnh đất đó, căn nhà. Thì chúng tôi thấy là những người này bị nghèo như gia đình chúng tôi bị nghèo, mà đem tiền cho họ tỷ này tỷ nọ, họ hết nghèo không? Không. Vì sao? Bây giờ họ đang hưởng tiếp chứ họ đâu có tích phước nữa đâu. Họ đang hưởng hết phước rồi, đem phước cho họ hưởng nữa. Lúc họ bị ngặt, tức là họ khổ vì đói, cho họ lúc đó, cho họ cái nhà, cho họ cái giếng. Thì cái người này gọi là bố thí, đúng thời, đúng lúc và đúng với đối tượng. Còn nếu mà cho họ tiền bạc, họ sinh sống, họ làm ăn coi chừng thất bại nữa. Bây giờ chúng tôi thấy cuộc đời chúng tôi đâu có cái đồng tiền của gia đình hoặc thầy tổ để cái đồng tiền lại chúng tôi mà gây dựng xây một cái ngôi chùa, làm một cái nơi này đâu. Từ cái việc gì mà sanh ra cái đồng tiền và cái cuộc sống nó tương đối là ổn là từ cái gì? Từ cái tâm nghĩ thiện. Mà khi hàng ngày nghĩ đến thiện, mà trong tất cả các nghĩ thì nghĩ về thiện pháp là công đức mong nhất. Ông Vô Tình Ý này, cái lúc cuộc đời của ổng về sau khi nghe Táo Thần nói là bắt đầu ổng niệm Phật sáng tối. Đó. Khi mà nghĩ đến thiện pháp rồi, hàng ngày nó không có nghĩ đến ác pháp được. Cái gốc là nghĩ đến thiện pháp là Phật pháp, để mình tu hành chánh tâm thành ý, cái gốc. Còn mình không có phước báu, mình cứ nghĩ đến điều thiện hoài,
thì cũng có là thiện tâm đó, nhưng mà không có điều kiện để đi làm thiện, thì người này nghĩ đến thiện pháp, nghĩ đến Phật pháp, người ta niệm Phật, người ta tu hành, và họ không từ nan một chuyện nhỏ luôn. Kêu họ quét nhà, họ quét nhà, kêu họ lo cái chuyện chùa chiền, họ lo chùa chiền, họ lo mấy bà già, họ lo bà già. Dẫu cho người khác có lo, nhưng mà họ nói là họ phải làm để họ tự kiếm, chứ không phải có người khác là họ không làm. Ví dụ như ở trên chùa hôm trước có thầy Kiên, thầy xin đi về, thì Giác Nhàn nói cái chuyện trong chúng, nhưng mà nó cũng tế nhị, nhưng không cái ảnh hưởng thầy. Thì Giác Nhàn nói bây giờ gia đình thầy quá nghèo, thầy về thầy làm thì giúp cho gia đình thầy hết nghèo được không? Giác Nhàn tin chắc nói rất khó. Mà chỉ có thầy đi xuất gia, gia đình cứ nghĩ đến chuyện chùa chiền, nghĩ đến cái lúc nào để lên thăm thầy nghe một thời thuyết pháp. Khi họ nghe xong bắt đầu về, họ tránh sát sanh, trộm cắp, làm những điều xấu ác, thì từ nơi cái tâm địa gia đình thầy sửa thì mới có thể thoát nghèo. Thầy kêu không, nghèo quá không có tiền, phải về làm giúp cho gia đình có tiền. Thầy kêu thôi tùy thôi. Thì cái chuyện này nó cũng đúng, nhưng mà đúng theo một mức độ giới hạn là sinh sống tạm thời thôi. Để mà thoát kiếp nghèo giống như vô tịnh ý thì phải tịnh ý. Mà trong mặt lý là tịnh ý, nhưng mặt sự phải đi làm từ việc từ thiện, vì người khác mà làm. Bất cứ chuyện gì không những có tiền mới làm được, mà phải làm bằng hành động của mình thực tế, giúp mọi người trong mọi cái hoàn cảnh. Thì thật sự quý vị thấy chúng tôi có tiền để giúp không? Tiền thực sự bây giờ đây kêu đi đâu in máy làm tất cả mọi thứ là của bá gia bá tánh, đâu phải có Giác Nhàn đâu. Mà giúp cho họ về cái gì? Lắng nghe chỗ này anh em vấn đề, lắng nghe chỗ này. Giúp là mình do nghĩ đến thiện pháp là Phật pháp, đem cái thiện pháp này áp dụng và gửi cho họ, họ tu bắt đầu an lạc, họ sẽ gửi lại cái tịnh tài. Khi mình đạt được và nghĩ đến tịnh pháp là thiện pháp để mình hành trì, thì mình đem cái tịnh pháp, thiện pháp này gửi cho họ, rồi họ tu tập, họ an vui, họ tin nhân quả, họ gửi cái tịnh tài đến, thì cái này là trao đổi lẫn nhau, đúng không? Chứ bây giờ mình đem cái tịnh tài, mình làm sao tâm mình chưa thanh tịnh, mình làm cày sâu cuốc bẩm có tiền để mình đem bố thí cúng dường, không đủ. Không đủ làm cái kiểu này và làm không nổi, rất rất là lâu, đúng không? Đó, bây giờ nghĩ lại Hòa Thượng Tịnh Không, người nói tôi có đâu có đồng bạc nào đâu, bây giờ làm mấy chục triệu đô cũng có luôn. Là gì? Do ngài nghĩ thiện pháp. Cái gốc của ông này, ông gặp được vô tịnh ý là chỉ ông phải là tịnh tâm, chỉ ông phải là tịnh ý, chỉ ông phải là từ nơi tâm mà làm. Đây là chuyển này, chuyển hóa do tâm. Ấn Tổ nói chuyển hóa do tâm. Đó. Thì cái hoàn cảnh mà chúng tôi nhớ cái lúc ổng làm học trò, thì hôm qua chúng tôi coi đến đây tự nhiên chúng tôi xúc động. Và giờ bà nói, bà kể về cái quá khứ hai người ôm nhau khóc. Ôm nhau khóc là đến một cái hoàn cảnh, cái tình tiết là khổ đau và gia đình coi như là quá đã khổ đau, tiền bạc thiếu thốn, coi như là cái tình cảnh đến cái lúc là bà mù mắt, mà đứa con thì ngồi nó không biết gì nữa, coi như hai người ôm nhau khổ quá. Thì bà mới nhớ lại, bà mới nói là từ khi bắt đầu thầy, cha tôi là thầy của anh. Ông này được cái duyên là ông thầy giáo, mà cái lúc mà thấy ổng ngồi bên ngoài, ông Du tịnh ý là người nhỏ mà ngồi bên ngoài để học mà chăm chỉ quá đó, cái ổng mới cho nó vô trong lớp học. Cái bắt đầu nó được vô lớp học, cái nó lo học nó không chăn trâu, chăn trâu nó bỏ nó chạy đi mất. Trời ơi, ông chủ với ông quýnh gì mà quýnh, ông quýnh nó quá trời, ông thầy chạy lại can. Cái cuối cùng cái thằng bạn nó chạy dắt trâu về được, ông kêu mày nãy giờ không có ông thầy là tao đập mày chết rồi đó. Coi như là cái người chủ hồi xưa họ không phải là chủ, họ chủ nhưng mà không có lòng từ, tớ không có trung thành. Mà ông tớ này là bởi vì nó muốn học quá đi, chứ không phải là không trung thành. Ông quýnh nó dữ quá. Con của ông chủ này cũng hách dịch, không hách nữa, thường là nó như vậy. Rồi cuối cùng là ông thấy cha chết rồi, ông thấy tội. Và có lúc ông tới ông gặp ông cha, có lúc đang cái thúng đang mũng, đang cái đồ bắt cá, những cái lờ đó, ông nói ông có thể là ông giúp cho ông này đi học. Thì ông cha mới nói là nếu nó đi học rồi ai phụ tôi lo cho em nó, là làm sao có tiền. Thì ông thầy ông mới lý giải, ông kêu nếu mà như vậy thì cứ nghèo khổ mãi thôi, không có cách nào mà vượt lên khỏi cái nghèo này được, phải cho nó học. Thì thời xưa người ta cứ nghĩ học làm quan là bắt đầu giàu có tiền.
Nhưng mà họ không có nghĩ rằng nếu làm quan mà thiếu đức, bóc lột màu mỡ của trong họ thì coi chừng ở tù, thì coi chừng là gia đình tuyệt tự, thì coi chừng mà chắc chắn chứ phải coi chừng nữa, gia đình phải khốn đốn lúc về già. Thấy không? Rồi cuối cùng cái ông này ông dạy học, khi ông già của Vua Tịnh Ý mất rồi, bắt đầu ông mới dắt hai đứa nhỏ về nhà, ông cho ở trong nhà luôn, thầy mà làm cha luôn, vừa thầy mà vừa cha luôn. Về sau là cha thiệt, cái cuối cùng mang về con của cái ông thầy giáo đó thì cũng có đứa con gái, ông thầy giáo cũng có đứa con gái. Tự nhiên hai đứa nhìn nhau bắt đầu là lớn lớn chút rồi, bắt đầu là quý mến nhau rồi. Thì bắt đầu từ lúc đó bà mới kể, bà kêu từ khi ba của em dắt anh về thì trái tim của em đã gửi trọn cho anh. Công nhận ở trong đó họ đóng nhân vật, họ nói mà rất là hay, rất là thiệt. Và từ khi lúc đó bắt đầu là em quan tâm lo cho anh, và nghĩ rằng giàu cho anh nghèo khổ, bà nói như vậy mình mới rơi nước mắt. Giàu cho anh nghèo khổ, cha mẹ mất sớm, đến ở đợ cho người khác trăn trâu, nhưng em không thấy cái đó là cái chuyện là quan tâm chuyện đó, mà em chỉ quan tâm làm sao cho anh có thể gánh vác được gia đình thành người, có thể có ý chí để vượt dậy. Nói đến điều này là lý do cái hoàn cảnh là bà vợ kêu ổng đi coi hai đứa con á, cái khúc phim sau nè, coi hai đứa con xong cái rồi ổng mới bực tức quá. Có những cái ông quan khác ổng mới về ổng dạy học, cái ông mấy đệ tử học trò đi qua hết mấy ông bên kia. Rồi cuối cùng ổng bực tức quá, ổng mới vô lấy miếng ván, ngày xưa viết chữ trên ván không à. Ổng mới ghi, ổng nói bôi nhọ cái ông kia là hố lộ, tham ô đồ này nọ, mà ổng cắm chấm chấm cái bút trên cái miếng dán đó, không có mực, ổng cầm ổng vứt cái kịch nó dính vô trong cái bài vị của cử quyền nữa. Trời, ổng bực lên ổng làm cái gì nó cũng chướng ngại. Ổng chạy lại ổng cầm cái bài vị, thì khi mà ổng đi tìm miếng ván thì hai đứa nhỏ nó đang chơi trong cái nhà. Thì cuối cùng cái là ông mới chạy vô, ông lấy miếng ván, ông lục được rồi, ông kêu là đi vô nhà ngang, mà hang nhỏ nó không có vô, đứa con á, nó chơi đó sao gió ầm ầm một cái, nó sụp đè chết hang nhỏ nó luôn. Trời ơi, bà buồn, bà kêu trời, mới được có con gái nó khùng rồi, bây giờ có được hai đứa nhỏ, mà cuối cùng mới quay cái cảnh mà họ lại, họ cào, họ giật, họ kéo hết ba cái gỗ lên, thấy hai đứa đó chết trong đó. Xong rồi bắt đầu là họ mới mang ra ngoài để mà họ chôn, để hai cái quan tài, trời nó quay thiệt là hay đó nè. Thằng ngồi coi mà coi như nó có nổi da gà, nó chảy mồ hôi ra không. Rồi bà cứ khóc, bà kêu mẹ không có đủ khả năng nuôi con. Xong bà về, bắt đầu bà nó như thẩn thơ luôn. Cầm cháo đưa lại cho bà cũng không biết ăn là gì luôn, bà gạt ra. Trời, bà buồn, bà ngồi. Thì cái nhân nào mà gia đình họ bị chết như vậy? Thì ông này chuyên môn đi câu cá. Ảnh câu cá rất hay, mang về để tùm lum hết trơn. Thì cái nhân mà sát sanh hại vật thì gia đình phải tuyệt tự. Cái bộ phim này nó hay cái chỗ này. Chúng tôi ngồi thấy cái sự sắp xếp của Hòa Thượng Tịnh Không và mỗi chuyện là có, nhưng mà ngài đầu tư sắp xếp rất hay. Thì câu cá về vài bữa đứa con chết. Thấy không? Là người ta không hiểu nhân quả. Ô, cá sống câu mang về ăn chuyện bình thường, có chuyện gì đâu. Nhưng mà cuối cùng hại vật thì gì? Chính hại mình, còn hơn hại mình luôn. Cuối cùng gì, bạn ngồi quay cái cảnh để chúng chắc coi đến đó là thôi chịu không nổi, chúng tôi chịu không nổi. Cái bắt đầu bạn ngồi bạn thơ thẩm, trời, như người mất hồn nhớ đứa con quá trời luôn. Cái lúc đó mà hít thở chắc ngon lắm ha, nó hít thở được đâu, hít thở nó tan cái buồn đó rất nhanh. Nhớ nha, cái chuyện này nói chen chen cái hơi thở vô hợp lý lắm. Với nhà ngồi đang hít thở coi phim mà cái kêu ô trời, bà này bây giờ hít thở chắc khỏe đỡ, tội nó quá vậy ta. Cái bạn ngồi bắt đầu ổng mới khóc, ổng nói trời ơi, bà biết không, tôi là người coi như là không làm ra cái tích sự gì hết, tôi là người mà coi như giết hai đứa con, thay vì mà tôi không có lấy miếng ván đó để mà tôi viết cái chữ đó lên để mà tôi chê bai người khác, tôi lo hai đứa con như bà nói thì nhà nó đâu có sụp chết hai đứa con đâu. Trời, tôi là người vô tích sự. Ổng ngồi ổng có trời ơi, cái cảnh nó nhìn mà chịu không nổi. Cuối cùng gì, bà mới hơi tỉnh ra chút xíu. Bà mới nói từ khi chàng về nhà em là em đem trọn vẹn tấm lòng trái tim gửi hết cho chàng rồi. Thôi chàng đừng buồn nữa. Trời
trời ơi, cái câu chuyện của nó là người diễn viên nó họ làm hay quá, mà họ nhập tâm luôn, khóc thiệt ra nước mắt luôn chứ không phải khóc giả bộ lấy nước mắt cái xấu nhiễu vô nha. Rồi cuối cùng cái là bắt đầu hai người bắt đầu tỉnh tỉnh hồi sinh lại. Vừa hồi sinh chưa được bao lâu đến một trận dịch nó quất sạch luôn. Hai ba đứa con trai, bốn đứa con trai với lại tổng cộng năm đứa nha. Tiểu Hói Am thì bị lạc không nói rồi, còn mấy đứa kia lại là may thêm mấy đứa con gái nữa, ổng kể lại đó, cái thời gian trước là bị dịch, cái thời đó bị dịch chết hết trơn. Mà chết không có cái hồn để chôn nữa, cuốn chiếu lại, cuốn mền lại mang đi. Trời ơi, nó có cái cảnh nó kinh khủng như vậy. Thì chúng tôi mới thấy cái mẫu chuyện này nó có một cái đặc biệt ở chỗ này. Vì sao gia đình ông này bị tiệt tự? Con thì mất, rồi một đứa con trai thì bị mất rồi, một đứa con gái thì bị khùng khùng điên điên, còn mấy đứa kia chết sạch hết, là lý do gì? Vì ông này có tánh cao ngạo. Ông thầy của mình là cha vợ mang mình về, khi ông mất ông dặn rất kỹ. Ông nói là con à, học thành tài nhưng mà phải có đức, phải thương người, thương vật. Ông chỉ rất cặn kẽ, mà đến cái giờ đám cưới hai đứa rồi đó ngang mà ông vẫn còn dạy. Bà vợ nói thôi đến giờ rồi ra để mà lễ tạ bên cửa quyền, ra lễ tạ bên ông bà, mà sao ông cứ dạy hoài à, kêu tôi còn sống bao nhiêu được đâu mà tôi dạy cho nó. Nhưng mà cái tính cao ngạo của ông này quá cao ngạo, và khi ông học được một chút là coi như ông xem người không ra gì hết. Cho nên thành ra cái tính cao ngạo không nghe theo người đi trước là cái chuyện cứ trở ngại, thất bại, gia đình tuyệt tự, rồi gặp nhiều trở ngại. Ông nói thương người thương vật mà nó không có thương vật được, cái đi câu cá. Mang cá về, bà vợ bà buồn, bà bực, bà không ăn, bà không thèm nói chuyện mấy ngày luôn. Rồi hôm sau tiếp tục đi câu nữa, đứa bạn vô mời đi, cái cuối cùng ổng định đi rồi sao ổng kêu thôi đi vô nhà coi nhà, cái ổng thấy đứa bạn đi xa cái ổng ham vui, ổng chạy theo câu cá về ăn trộm nó lục lấy hết nhà, làm 10 năm kiếm được mấy chục lượng vàng, cuối cùng nó lấy sạch hết trơn, bắt đầu đi mượn mỏ người khác cũng từ nơi cái câu cá. Cho nên cái chuyện sát sanh hại vật nó là một nghiệp báo, là nó hiện báo rất mạnh. Chúng ta nói thật sự quý vị, gia đình quý vị lộn xộn là có cái chuyện này xảy ra đó. Khi chúng tôi coi đến cái tình tiết này thì ngược về thời gian quá khứ, coi lại gia đình của mình y chang. Lúc chúng tôi chưa đi tu là cả gia đình là coi như là cứ sát sanh, một năm giết một con heo, rồi cứ ra giết gà không đó. Rồi gia đình cứ việc ăn mặn, rồi cúng mặn, gia đình cứ lộn xộn hoài, làm ăn thất bại. Nhớ là gia đình chúng tôi làm ăn cái chuyện mà cái vườn cà phê quý vị biết, bao nhiêu người ta làm ăn, người ta trồng cà phê trúng mùa quá chừng luôn, ham quá chừng, mượn vàng có bà dì hai mang về trồng 3 năm sau, cuối cùng lúc đó bắt đầu nhiều người trồng quá rồi cà phê không có giá nữa, coi như là mất giá 2-3 năm liên tục, cuối cùng bán đi cái nó lên giá. Chịu nổi không? Trời ơi, nó khốn đốn chưa từng thấy. Thì do gì? Không có một người nào nhắc đến cái chuyện tu thiện, không có nhiều một người nào mà nhắc đến cái chuyện là tu hành tích đức, không có ai nhắc đến cái chuyện niệm Phật hết trơn, không có biết cái đường nào mà xoay sở. Gia đình cứ lộn xộn, đủ kiểu lộn xộn. Ông cụ một phần là ông đi vô kinh tế mới, một phần là bực bà cụ, hai người bực nhau, không hợp với nhau. Lên coi ông thầy ông nói hai người, người tuổi Thìn, người tuổi Dậu, hai người này khắc khẩu dữ lắm. Cuối cùng gì? Cuối cùng ông thầy bói ông nói như vậy đó, thì có nhiều người người ta hợp với nhau thân Tí Thìn mà vẫn khắc luôn. Khắc là từ cái tâm bất đồng quan điểm, cái tâm không biết nhịn nhẫn nhịn để mà tu hành, chứ không phải do cái khẩu. Để ý coi, cái miệng là công cụ của cái não để nó nói mà. Thấy không? Cái nhiều người coi tướng rồi coi ba cái gì đó về tuổi tác rồi cứ nói do khắc khẩu là do tuổi không hợp, và cuối cùng phải ly dị hả? Cuối cùng phải xa nhau hả? Không thay đổi được mà. Thì cái ý niệm mà quan niệm về tuổi tác, về cái vấn đề số phận này có thể thay đổi được. Tin chắc là nó như vậy. Thì do tâm chuyển thôi. Khi mà tâm mà chuyển, tâm biến chuyển thì cuộc đời mình sẽ thay đổi. Ông này cuộc đời ông thay đổi. Thì những cái tình tiết của cái câu chuyện này thì chúng tôi thấy một phần tự nhiên trong cuộc đời của chúng tôi và gia đình của chúng tôi, không phải mình coi mình bị ám ảnh mà có cái sự thực giống nhau. Ông này cái cuộc đời của ông thay đổi từ cái việc là ông muốn đi học để thành tài. Còn cuộc đời của chúng tôi
thì muốn đi tu để thay đổi lại cái cuộc đời của gia đình. Mà đúng thiệt, khi đi tu gia đình của chúng tôi thay đổi chỗ nào, mấy anh em huynh đệ ngồi suy nghĩ lại điều này. Khi chúng tôi đi tu, gia đình luôn luôn nghĩ đến cái chuyện tu hành, nghĩ đến Phật pháp, và hay đi khoe. Ông cụ là khoe số 1, bà cụ thì ít, chứ kêu con tôi á, tôi tỉnh sát một quan, ông đi tu rồi đây, ông được đi học rồi. Khoe quá trời luôn, nó nhập tâm từ từ, thích thú từ từ, bắt đầu đi lên chùa. Mình không giúp gì được cha mẹ về vấn đề tiền bạc hết trơn. Không giúp gì cha mẹ về cái chuyện mà để thoát nghèo, về cái chuyện mà mình thuyết pháp gì hết. Bởi vì mình đâu có đủ khả năng đâu, mình còn con của họ mà. Nhưng mà họ nghĩ đến chuyện chùa chiền, nghĩ đến Phật, nghĩ đến con mình đi tu, nghĩ đến con mình cho nên mình đi làm lành. Mới lần đầu khoe gì ta đây, nhưng mà lần từ từ nó thâm nhập vô. Quý vị thấy cái chuyện để thay đổi con người tu hành nó có giá trị không? Rất giá trị. Không? Có nhiều lúc mình kêu ôi sao chán quá. Thiệt ra mình nói về lo gia đình, lo cha mẹ là phụ, tu không nổi là chính. Ngán tu quá rồi thì là chính. Và không thấy cái phước ở trong đại chúng, và không thấy cái phước của Tam Bảo. Quý vị cứ nghĩ đi, ở nhà mình chỉ lo cho được giỏi lắm gia đình mình 10 người, 5 người gì đó. Trong gia đình lo, mà lo nhiều lúc cũng bực bội, tức tối, khó chịu, vợ chồng kình cãi, anh em đụng độ nhau đủ chuyện. Còn trên này quý vị lo bằng cái tâm như thế nào? Rất vô tư. Lo cho cả các cụ già luôn, lo cho cả hết tất cả Tam Bảo một buổi lễ, rồi lo đủ chuyện Phật pháp hết trơn, mà lo cho cái tâm không bực bội, thì quý vị biết cái phước báu cỡ nào. Cái phước báu này đáng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc, xứng đáng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Vì người này ở trong Tam Bảo mà, và họ quyết chí niệm Phật vãng sanh mà. Nhưng có nhiều người chúng tôi cảm giác thực sự anh em huynh đệ mình thôi, chứ không có xa. Khi lo đến việc cho Tam Bảo thì thực sự có những lúc sốt sắng, mà có những lúc thấy chán chường. Vì sao vậy? Căn lành người này quá thấp kém, sợ mệt mỏi, sợ ảnh hưởng, sợ cái gì đó không biết, rồi cuối cùng lại thối lui, không dám lo việc cho Tam Bảo, xả lòng ra lòng. Cho nên chúng tôi coi qua đây, đến cái chỗ mà ông gặp Du Tịnh Ý Thần, ông Táo Thần, thì ông Táo Thần ông cái nhân vật thấy cũng ớn thiệt chứ. Ông trợn mắt ông đi lườm lườm nha. Ông lấy cái nhân vật mà con mắt ông lúc nào cũng trợn trợn kìa nè. Mà khi mà nói đến cái chuyện của ông Du Tịnh Ý á, là ông còn cãi nữa chứ. Ông nói tôi làm thiện mà, tôi tích đức mà, tôi dạy học mà. Khi bắt đầu tự nhiên gió bật cái cửa ra một cái, ông thấy ổn, đóng cửa rồi, gài then rồi sao bật ra. Ông vừa đi ra vô cái rớt cái bịch, cái hình của Táo Thần xuống. Ông hơi ớn rồi, ông thấy ông làm như vậy, ông này mới thấy là có cái sự thinh linh thiêng, là người này không phải người bình thường rồi. Bắt đầu ông tới, bắt đầu là ông nạt cho vài cái, ông làm cho dữ dội lên. Ông Táo Thần này ông là đặc biệt, ông có cái oai lực của ông. Ông làm cho ông này khuất phục mà. Thì cuối cùng ông nói hết những cái tội lỗi, ông thấy đi. Mà lúc mà hôm qua mới nghe cái tình tiết ban đầu, thấy chưa, thấy cái cuộc đời ông đi câu cá, rồi ông đi thi lên trên thành thị, ông thấy con nhỏ kia đẹp quá, quánh đàn, ông đứng ông ngơ ngẩn ra. Rồi trời ơi, nó mời rượu ổng mà hôm mấy đứa bạn mà không kéo về, chắc ông say xỉn nó phục ổng luôn, chắc tàn đời ổng luôn rồi. Thì đó, ông Táo Thần nói đó, ông đi lên trên huyện, ông đi lên, ông nhớ lại đi, ông đi lên trên gặp những người phụ nữ, cái tâm ông sao, ông nhớ không? Cậu nghe đến đâu là ông sẵn hụt đó đó. Cái cuối cùng đó, ông nói là ông nói là người ta đi làm thiện tích đức phóng sanh, mà ông đi câu cá đó, ông đi sát sanh trong nhà ông, thấy không? Nói đến đâu là chúng chóc đến đó hết trơn. Anh nghe anh sợ quá rồi. Anh sợ quá rồi, cuối cùng là ở trong cái cốt truyện thì kêu ông đi vô trong cái bếp rồi ông biến mất, chứ trong phim thì rất là hay. Trong phim là kêu ông đi lấy giấy đi, ông ghi hết cuộc đời của ông lại. Ở đây là bắt đầu ông Táo Thần, ông kêu ông phải ghi tội nè, nhìn ra cho được cái tội nè, đúng không? Và không những ghi tội đâu, mà phải tích thiện nữa. Mà tích thiện bằng từ cái ý thanh tịnh, từ cái tâm thanh tịnh ông mới thành công được. Cái cuối cùng ông này ông cứ lờ mờ, ông kêu ông là ai? Ông kêu không biết tôi là ai hết trơn. Nói ớn thì cuối cùng cái là ổng coi như là tưởng mơ, tưởng là mơ thôi, mà sự thật quá thiệt. Cuối cùng cái ông chạy ông tìm ông Táo, ông thấy bà vợ đứng đó, ông mới mở mắt, ông thức dậy, ông tưởng ông Táo gặp bà vợ. Cuối cùng là cái biểu hiện ông để lại một cái túi có tờ giấy, rồi bắt đầu là ông ngồi, ông mới pha trà, hai ly nước trà vẫn còn đó, ông ngồi mới suy nghĩ.
Ông ngồi ông suy nghĩ lại là đây là sự thực chứ không phải là mơ. Thì lúc đó là ông bắt đầu tuân lệnh liền, lấy giấy bút ra bắt đầu viết lại cuộc đời của ông. Thì trong cuộc đời của ông về từ lúc nhỏ, lúc lớn làm sao thể hiện hết trong một cái cuốn truyện này. Thì chúng tôi mới nghiệm lại thấy đó, thì ông này có một cái đặc biệt cải đổi được số mạng của ông là tin tưởng bề trên và tin tưởng người đi trước và tin tưởng cái việc mà người ta dạy mình phải làm theo. Thì cuối cùng ông bắt đầu làm theo. Ông ghi ra, ông nhớ, ông kêu trời ơi, cái lúc vợ mình đẻ nó đâu đẻ quá trời luôn mà cuối cùng không có biết là cái bà mụ ở đâu hết trơn, chạy cung hết trơn, cuối cùng đi tới đó mà hỏi cái bà mụ để đỡ đẻ đó vừa bị dịch chết nữa. Trời, ông tán loạn luôn, ông chạy ngoài trời, ông la lên. Ông gặp cái ông đó, ông kêu bên kia có một chỗ có cái người đỡ đẻ được, hai vợ chồng ông đó đến đỡ đẻ chích thuốc rồi bà ngủ bà đẻ được xong, ông cũng quên cái ơn đó luôn. Mà khi ông ghi công ra rồi, bắt đầu ghi tội ra rồi, ông mới nhớ đến cái ơn này. Ông kêu trời ơi, mình thiệt một con người có mắt không tròng, không biết gì đạo nghĩa. Ông táo thần, ông nói quá đúng rồi. Cái người đó mà đỡ đẻ vợ mình, hai vợ chồng họ đến như vậy làm xong rồi mình quên ơn luôn. Cho nên thành ra là quên ơn bội nghĩa. Cái chỗ này, quên ơn là không biết cái ơn cái người giúp đỡ, và cái tình nghĩa xóa bỏ, không có trọn tình trọn nghĩa và biết ơn, thì người này sẽ khốn cùng khổ cực. Thì cuối cùng biết ơn ông làm sao? Bà, hồi tôi với bà mang món quà đến tặng cho cái ông thầy thuốc này nha. Trời, hai người cùng đi. Đó, sửa lỗi từ đây và biết ơn từ đây. Khi đi đến nó xong rồi bắt đầu cái ô, 10 năm về trước ông biết không? Ông đỡ đẻ cho vợ tôi nè. Rồi tôi cuối cùng mang ơn ông nhiều quá, thôi tôi tặng ông món quà này để tôi báo ơn. Trời ơi, ông kia ông sửng sốt luôn. 10 năm mà ông còn nhớ tôi, 10 năm trời không nhớ đến cái ơn của ông thầy thuốc. Ông thầy coi như là ông đỡ đẻ, bà vợ đỡ đẻ cho ông vợ mình, không nhớ ơn hai vợ chồng người ta tới mà quên ơn luôn. Thì con người sợ dĩ sao họ quên ơn? Họ cầu lợi, họ muốn cái lợi đến cho họ, cho nên họ quên ơn quên nghĩa. Sợ ơn nghĩa rồi mang đến đền trả làm sao? Đền trả rồi nó thất thoát làm sao? Đúng không? Cho nên người ích kỷ không bao giờ nhớ đến ơn nghĩa người khác. Nên nhớ chỗ này. Người cứ đem cái gì đó về cho mình tốt, làm cho cuộc sống mình sung túc, cải tạo cái đời sống cho cá nhân của mình tự tư tự lợi, thì không bao giờ nhớ đến ơn nghĩa. Rồi, mượn tiền một người đó quên luôn, mang đến trả, người ta không nhận, ổng cũng phải trả, ông sợ mắc nợ. Mắc nợ là tổn phước. Mình có được làm cái chuyện này không? Thì bắt đầu từ từ cải tạo như vậy là 3 năm. Cho nên thành ra người ta nói ngũ thập tri thiên mạng, bắt đầu tuổi 50, cái gia thoại chuyện này hay, bắt đầu tuổi 49-50, nhóm lên 50 thì họ mới biết đến thân tâm họ nên làm gì. Chứ tuổi còn trẻ đôi khi táo thần xuất hiện nói cũng chưa có hiệu lực, khổ chưa đúng mức. Và cái tuổi chưa đến lúc để mà những người thiện căn thì nó vượt ra khỏi tuổi không nói rồi. Thiện căn như lúc 7 tuổi, 10 tuổi họ xuất sắc luôn, họ là xuất chúng luôn. Coi như là ở trong chúng đó là họ là trí tuệ tài năng, là xuất chúng luôn. Nhưng mà họ không phải là thiện căn thì coi chừng xuất chúng nữa, là ra khỏi chúng cũng có. Vì làm nhiều điều sai trái cho nên cũng xuất chúng luôn, là xuất ra khỏi chúng chứ không phải là xuất sắc trong chúng luôn. Thì cuối cùng thì sao? Ông táo thần xuất hiện đúng lúc tuổi tác con này, gọi là ngũ thập tri thiên mạng. Bắt đầu 50 tuổi ông này bắt đầu biết đến làm gì và không làm gì, đúng không? Là cuối cùng là nói đến cái cuộc đời của ông Du Tỉnh Ý, thì nói đến cuộc sống của anh em huynh đệ mình. Sáng nào cũng gặp táo thần xuất hiện hết, 6:30 là táo xuất hiện, táo tâu trình những lời của ấm tổ. Nhưng mà táo này chưa linh. coi như táo này coi như là tâu trình những sớ của tổ sư Ấn Quang. Nhưng mà họ nghe xong rồi họ nói: ồ, chuyện này táo nói nhưng mà thần chưa chắc gì nghe đâu. Bởi vì táo chưa linh lắm, táo chưa đủ đức độ lắm. Tôi chỉ nương táo một thời gian đời này thôi, đời sau rồi tôi không biết có về cực lạc được hay không. À, hiểu không?
Nhớ nhớ cuối năm có con Nga có viết sớ dài thiệt dài, có dâng lên có tâu. Nếu mà con Nga mà viết sớ mà tâu giống như ông Táo Thần cũng xuất hiện thì chắc coi anh em của mình là cũng ngon dữ lắm rồi nha. Nhưng mà tâu bao nhiêu năm nay rồi mà thần vẫn gì ngớ ngẩn luôn. Có một vị thần đó, chúng tôi nói khoan nhăn, từ từ để con cô tôi lo, gửi nó lên chùa đá, xuống đây từ từ cho nó đi học. Thần nói không, quyết định mang về. Táo bèn bùi ngùi rơi lệ, thôi cho thần với con thần ở đây luôn. Rồi lúc đó thần mới tươi cười, thần vui vẻ. Sợ thần ở đây Táo buồn, Táo phiền não. Thần nói không, thần không phiền não đâu. Táo chỉ thương thần mẹ và thần con, cho nên Táo mới cho thần mẹ và thần con ở lại. Bữa nay thần mẹ thần con vui, nhưng hôm nay thần con bệnh rồi không đi học được, cho thần con ở nhà. À, có chuyện là hôm nay sáng nay là như thế. Đang nói Táo thần con ngơ ngẩn không biết gì, còn thần mẹ cười tê tét. Còn một thần con trên tỉnh thất đòi bỏ đi, Táo coi như là khuyên thần con ở trên tỉnh thất đừng đi. Cuối cùng Táo khuyên có kết quả, thần linh ở nhà. Bởi vì thần linh bữa đó buồn, với nhà kêu bỏ mấy cái hòm vô trong phòng kho điện của thần linh. Thần linh buồn quá, thần linh đòi bỏ đi học luật. Cuối cùng Táo mới xuất hiện nói là coi như là thôi thần ở nhà đi. Thần này cũng linh ghê á. Danh từ Táo thần nói để hiểu, dễ hiểu. Quân thần trung thần thờ thánh chỉ. Câu nói này ông Tổ nói trung thần này là người trung quân ái quốc. Người ta theo dựng nước và giữ nước, họ trung thành với vua. Các ông Chu Tịnh Ý này, chúng tôi nói là người thần, ông Táo là vua. Vua ban hành chiếu chỉ ra là Du Tịnh Ý chấp hành liền, không dám cãi. Vì sao vậy? Vì cái uy lực của ông Táo này ông quá mạnh đi. Uy lực của ông vua này quá mạnh đi, cho nên khuất phục được. Có hai vấn đề. Thứ nhất, cái người nói đó họ có đủ uy lực. Thứ hai, cái người nghe họ có thiện căn. Hai cái người này phải phối hợp nhau. Dẫu cho người nói là Phật có uy lực, có đầy đủ phước đức trí tuệ, nhưng người nghe không có thiện căn, coi như là không đồng quan điểm, không đồng thiện căn, không đồng nhân duyên, cho nên phải xa nhau. Cái chỗ này chỗ quan trọng. Cho nên hôm nay mỗi người tịnh ý có sâu hay không? Nếu tịnh ý sâu thì nhận diện được những lời của Phật của Tổ xong. Nhận tịnh ý cạn, vọng tưởng nhiều, tâm hời hợt thì sao? Thì nhận được ít, giống như cây lớn thì hút nhiều, cây lớn nó thiện căn sâu, cây nhỏ thì hút ít. Rõ ràng. Nhưng bây giờ mình cũng đâu biết ai thiện căn sâu, thiện căn ít đâu. Mà nhìn vô thực tế coi cái chuyện chân thật văn lời làm được bao nhiêu là biết thiện căn họ là sao. Ông này ông có một câu hay, lắng nghe câu này. Cung kính không bằng văn lệnh. Nghĩa là mình cung kính người đó mà không làm theo người đó thì không bằng là cung kính không bằng văn lệnh. Chấp hành mệnh lệnh thì gọi là hơn cung kính. Cho nên cái việc cung kính đó mà nếu không chân thật văn lời làm theo thì cung kính này không còn một chút giá trị luôn. Mà nếu họ cung kính mà chân thật văn lời làm theo thì xử lý viên dung luôn. Sự đó là văn lời làm theo, lý đó là tâm chân thật cung kính. Thì chân thật là cung kính, chân thật là lý. Văn lời làm theo là sự, xử lý họ người này họ đạt được, họ được 10 điểm. Hôm qua giờ chúng tôi cũng suy nghĩ lại cái chuyện của thầy Minh, thầy Tuệ và thầy Hào, thì thực sự mình la cũng hơi quá lời. Bởi vì mấy thầy tưởng là chuyện đơn giản, mà thường chúng tôi chuyện đơn giản là nói nó không có tập trung và nhắc nhở nhiều lần. Hay chuyện của chú Cường cho nó thì đôi khi thầy Tuệ không có điện thoại, nhiều lúc thầy cũng khó để xử lý.
nhưng mà không có điện thoại thầy Tuệ thì mượn thầy Minh cũng được đâu á, vậy đó. Thí dụ tôi cho nhắc riêng thầy Tuệ, nhưng mà về thầy Minh phải là hỗ trợ cho thầy Tuệ, hoặc thầy Hào phải hỗ trợ thầy Tuệ, hỏi công việc đó sư phụ giao đến đâu. Mình phải biết hết công việc, khi nói ba người thì ba người phải biết. Thực ra cũng không có oan gì lắm. Cho nên hôm nay chúng tôi suy nghĩ lại là hôm trước giờ kêu đại chúng ngưng điện thoại mà chúng tôi vẫn sử dụng để liên lạc nội bộ. Nhưng hôm nay thấy liên lạc nội bộ cũng ổn rồi, chưa cần, không cần thiết nữa, cho nên không có sử dụng điện thoại nội bộ nữa, chỉ dùng đến 7474 với 312 thầy Phổ với thầy Tuệ giữ. Chúng tôi nghiệm ra thấy cái bộ phim này chúng tôi nhắc hoài đi là nó có, mỗi lần chúng tôi nhắc đến là cái hình ảnh trong đầu đó nó in rõ. Vì sao ông Du Tịnh Ý này ổng lại nghe lời ông thần này, nghe lời cái vị táo thần này? Bởi vì ông quá cung kính và thờ phụng. Ông ở trong cái trang bếp ông để một cái hình ông táo thần rất cung kính. Mà cái lúc khi bắt đầu ông văn lời rồi, bắt đầu là ông đốt sớ, ông cung kính, ông làm những điều thiện, những điều xấu xa gì ông đốt, ông dâng lên, ông nói giống như ông thần trước mặt. Ông coi có ông thần này là thiệt. Khi về thăm mẹ cái bữa nay có một người giúp đỡ, người quý nhân giúp đỡ cho gia đình, tin tưởng 100%. Nếu quý vị xem Ấn Tổ, những lời chúng tôi nói giống như táo thần, giống như ông Du Tịnh Ý này, quý vị có thọ dụng. Mà ông Du Tịnh Ý này, ông gặp ông táo thần chỉ trong chớp mắt, là trong một đêm thôi rồi ông đó ông đi mất. Thì trong cái hình ảnh mà ông ấn tượng quá sâu nặng đó, và ông đến cùng cực của sự khổ, cho nên thành ra ông mới xuất sanh ra. Ngay lúc này Ấn Tổ nói, người mà trời giao cho việc lớn phải làm cho khổ cực, con chết, con mất, vợ mù, gia đình, gia cảnh đói khát, thì gặp lúc người chỉ pháp lành thì họ mới sanh ra thiện ý, họ nhận được. Còn cái lúc ông này nếu mà đang quan cao lộc cả, đang sung sướng, ông táo thần ông xuất hiện, ông quánh cho dài gậy cũng không ăn thua, đúng không? Đâu có ngấm nghía gì mình đâu, có nghèo khổ gì đâu, con có chết đâu. Đó. Nhưng mà cái người mà có thiện căn trong nhân vật đó là cái ông Công Công. Ông Công Công mà ông nói là tôi có 5 đứa con, tôi lượm ở các nơi, bây giờ tôi nuôi, nhưng mà tâm ý tôi vẫn rối bời. Ông có cách nào? Lúc này ông này đổi tiến sĩ nè, được lên trên quan huyện, lên trên tỉnh rồi, thì ông có cách nào ông giúp tôi không? Ông mới nói như vậy. Ông không có dùng cái ông táo thần để ông nói, ông nói ổng luôn thôi. Mà ông không có nói ông táo thần chỉ, sợ ông kia ông nói mê tín gì đâu. Ông nói làm sao? Bước đầu phải tịnh ý và niệm A Di Đà Phật. Chỉ cho ông Công Công đó. Ông Công Công nói, ồ vậy hả? Vậy thôi tôi sẽ làm. Bởi vì ông Du Tịnh Ý, ổng làm được, ổng chỉ người khác làm được luôn. Bởi vì cái ông này lúc này cái tâm ổng quá rối bời luôn. Ông kêu đó, ông thấy nhà tuổi tôi, nhà cửa tôi giàu có, con cái cũng ngoan hết, mà những đứa tôi lượm về đây đứa nào cũng ngoan, ông thấy ông kêu nó hiếu học, nó ngoan lắm, nhưng mà tâm tôi rối bời. Thấy chưa? Ghê không? Thì bây giờ ông có cách nào chỉ tôi không? Bắt đầu ông chỉ cho ổng từ nơi tâm ổng cũng rối bời điên đảo đó, bằng cách gì? Tự tịnh kỳ ý và niệm danh hiệu Phật, từ nơi đây mà làm thì ông sẽ an vui. Ông kia nghe nhà thọ lãnh liền, ông truyền tâm pháp cho ông đó ngay luôn. Trời ơi, giàu có quá trời luôn, nhưng mà cuối cùng cũng khổ. Có ai thoát khổ không? Giàu cũng khổ, không thoát khỏi luân hồi. Thông minh cũng khổ, không cự lại nỗi nghiệp lực. Nó táo thần này nói những lời của Ấn Tổ. Thì cái đặc biệt của vị Du Tịnh Ý này là ông quá thờ kính ông táo thần. Thứ hai nữa là ông chấp hành mệnh lệnh, ông vâng lời, ông làm theo, cho nên ông có kết quả. Chỉ trong vòng có 3 năm mà. Hay thế ngang, trong vòng có 3 năm thôi mà nó thay đổi cả một cái quy trình của cuộc sống của ông ta. Và gì? Cái chỗ này để độc đáo này, anh em lắng nghe nè. Cái chỗ này ông vừa dắt nhàng nói. Lúc này ông không có cần thi âm, không cần cầu báo. Rồi làm không mong người ta đáp nghĩa. Và không nghĩ đến cái chuyện thi đỗ đạt và mục đích là làm cái chuyện đó nữa, mà ông làm những điều phước thiện từ từ lần mò, nó dắt cái phước, nó dắt đi lên tới bên trên, và ông thi đỗ quan làm hương, đi thi hương tức là về làm huyện, đỗ luôn, là đỗ tiến sĩ làm trên tỉnh, và mọi thứ ông thành tựu được hết. Không cầu, ông không cầu mà lại được. Lúc trước cầu ngày cầu đêm, mà nhớ cái lúc trước đứa con nó chết, trời ơi, ông đứng ngoài trời ông khóc. Ông kêu ông trời ơi sao ông hại tôi, ông hại vừa vừa chứ ông trời.
mấy đứa con dịch bệnh chết rồi, bây giờ một đứa này mất nữa, sao tôi sống nổi ông trời. Trời, ông đứng giữa mưa, ông làm giống như là ông vô tình ý lúc mà ông mất thiệt, ông mất đứa con thiệt. Nhân diễn viên nó quá hay. Nói vậy để tối mấy anh em coi coi đến cái tình tiết nó, mà coi thẩm thấu từng chút trong mẫu chuyện này. Và Thượng Tịnh Không làm mẫu chuyện này không phải là đơn giản. Ngài xem xét rất kỹ. Có những người mà họ có sự thành tựu nhưng mà không phải cải tạo từ nơi cái tâm biết Phật Pháp, Ngài lọc ra Ngài đâu có làm đâu. Hai nhân vật là hai người là Viên Liễu Phàm với ông Du Tị Ý Công, đúng không? Hai nhân vật này là Ấn Tổ cũng hay nhá. Anh này 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 Du Tị Ý cười quá trời, tao thần cũng quan hỷ quá trời. Hồi nhỏ giờ thực sự chưa coi cái bộ phim nào mà nó đam mê như bộ phim này. May là 8 tập chứ 18 tập chắc cũng nuốt hết 2 ngày quá. Hay quá. Chưa khi nào thầy Long thầy nói thầy coi 2 lần thầy khóc 2 lần. Lần thứ 2 thì coi sơ sơ ở bên ngoài bảo vệ thôi. Mà chúng tôi nghĩ là chúng tôi rảnh chúng tôi phải coi tới coi lui để nhìn cuộc đời ông này nó còn nhiều cái bí ẩn trong đó. Vì sao trong 3 năm ông thay đổi được, mình lại 7 năm, 10 năm, 30 năm mình chưa thay đổi là lý do gì? Chưa nắm được cái cốt tủy của nó. Chưa nắm được nay nơi cái chuyển hóa nơi, chuyển biến nơi tâm. Nếu người đó làm thiện, chưa gọi là tịnh ý thì thiện, người này là giả thiện cho con. Nếu người này là tự tịnh kỳ ý, ông này ông ngồi ông ghi công và chép những cái lỗi của ông ra để đời lại thì phước ông này quá lớn luôn. Ông táo thần ông nói ông chỉ ghi lại cuộc đời của ông thôi, cho người khác người ta đừng bắt chước là cái phước của ông và trí tuệ của ông không ai bề kịp đâu. Có ai nhìn thấy lỗi mình không? Nhìn thấy lỗi mình thì sửa lỗi mình thì lỗi hết. Nhìn thấy lỗi người khác thì gì? Lỗi càng tăng cao. Trong văn sao có nói. Nhìn thấy điều thiện của người khác không ganh tị thì thiện mình bắt chước mình sẽ làm theo. Thiện không thấy, thấy ác không? Thấy người khác xúi đuổi mình, thấy người khác toàn là gây trở ngại mình không? Là tự mình chuốc họa cho mình. Có khi nào mà người khác chưa nghĩ ác mình mà mình nghĩ ác họ? Chưa nghĩ xấu mà mình nghĩ xấu họ? Người ta nghĩ xấu mình cũng không được nghĩ xấu người khác. Bây giờ cái tâm nghĩ xấu của mình mất rồi thì phải tự tịnh kỳ ý không? Phải tự tịnh kỳ ý thì nghĩ xấu của mình, nghĩ xấu người khác không còn nữa. Và nghĩ những lỗi xấu của mình phải sửa. Mà ông này có cái chỗ hay chỗ này. Ông nghĩ điều xấu của ông và ông bị gọi rằng là không phải bị mặc cảm tội lỗi và dày xé mà ổng hổ thẹn. Cho nên Ấn Tổ nói dùng cái câu, dùng cái điều hổ thẹn mà tấn tu đạo nghiệp. Ông này ổng hổ thẹn. Nếu mà cái người mà thấy những cái tội lỗi của mình và họ uống thuốc cho chết, hoặc họ tránh cái tội lỗi đó đi, và họ không thấy một cái xu hướng để mà có thể họ tiến lên được nữa, thì coi như là họ sẽ cục đường bế lối đó. Có những lúc ông kêu ổng cùng đường bạc lộ rồi ổng ngồi ổng gục xuống. Thì con người nhìn thấy lỗi mình, sửa lỗi và hướng thiện thì người này sẽ là thiện nhanh nhất. Còn đi làm thiện mà không sửa lỗi thì người này thất bại. Thì chúng tôi có một cái giai thoại giống ông Du Tịnh Ý, là lúc nhỏ chúng tôi chăn bò. Hồi xưa chúng tôi nhớ nói nhà nuôi bò đúng không? Nhà chúng tôi nuôi bò đúng không? Ông cụ cứ mua bò về 5-7 con cho chúng tôi đi chăn. Nhớ cái ngày 30 Tết bà cụ bà nói, nhỏ tên Tèo à, mùng 1, mùng 2, mùng 3 đóng cửa chuồng bò lại, bây giờ phải đi cắt cỏ, cho đi xuống cắt cỏ lội suối. Không biết cắt làm sao, cái giờ cái dấu thẹo còn trên chân, cắt một cái liềm nó đứt cỏ, cái tay mình mạnh quá nó đi vô trong ngay cái xương ống quyển luôn, sâu quấy luôn, máu nó chảy đầy hết trơn luôn, lơi láng ngồi gục dưới cái bờ cắt cỏ. Rồi tự nhủ rằng, ổ sao mình khổ như vậy? 30 Tết người ta ở nhà, người ta chuẩn bị ăn Tết, mình đi cắt cỏ như vậy, máu nó ra đầm đìa luôn. Với cái dấu thẹo với ông Nguyễn còn thì trong mấy anh em thì ông anh Trung Nhân trực lớn rồi, thầy Hưng thì còn trẻ, chúng tôi trôi cái tuổi nhỏ nhỏ cũng bằng như cái tuổi. Hôm qua coi cái phim thấy nhỏ Du Tịnh Ý ông đi chăn trâu, ổng thì trâu thì mình là bò cũng giúp nhau ấy đó. Thì cuối cùng nhìn cái mặt tèm hem thuốc lúa, trời cái sao giống mình hồi nhỏ dữ trời. Rồi cuối cùng đi theo ông anh đi vô lấy củi mà cây rừng nó chết rồi đó, mình chặt. Mà cái cây chưa chết mình cũng chặt chặt cho vài bữa cho nó xung quanh nó chết rồi mình đi lấy nữa.
Và cuối cùng nó làm một xe củi mang đi tới cái lò bún, người ta bún tươi, người ta chụm củi để người ta làm bún đó. Hỏi cô có mua củi không? Kêu không, củi này đầy rồi. Bắt đầu đánh con bò đi chỗ khác. Mà có nhiều bữa con bò nó đi lên cái dốc á, mà đường lúc đó là hố hầm trơn trượt. Và từ cái thôn 8, từ ở trước trong kinh tế mới đi ra đó thì đi cũng mười mấy cây số. Con bò nó đi mà buổi trưa nó mệt, nó hả họng, nó xèo nước bọt, nó đi lên trên gốc, nó cứ quỳ nó bò thôi, nó quỳ cho nó đi hết nổi rồi mà đập quánh nó cho nó đi chứ làm sao. Trời ơi, cái cảnh mà vô đốn củi rít rắn đồ bồ cạp rồi về mặt mày nó đen như ông kẹ. Thì mới thấy cái cảnh mà cổ cái ông này lúc ông chăn trâu mướn chưa bằng cái cảnh đi lấy củi bán. Cái cảnh mà đi lấy củi bán rồi bán lên mấy con, nuôi mấy con bò đi dọc đường đâu có đồng hồ đâu, trưa về đói muốn chết luôn á. Bữa hỏi chú mấy giờ rồi chú, cứ hỏi mấy người ở dọc đường họ có đồng hồ họ mới báo giờ mình biết, mình mới lùa bò về. Mà có bữa hỏi người ta không trả lời. Trời ơi, nó tức gì mà tức cái ông này, sao mà ổng kỳ cục, hỏi giờ mà ổng không trả lời, đáng đời cho tức gì, nghèo mà cố chấp nhận cho tức gì. Rồi cuối cùng là gì, là cứ bò nuôi lớn lên là bán vô lò mổ, bò nuôi lớn lên là bán vô lò mổ. Hỏi như vậy thì hỏi làm sao giàu có được, hên sao mà đi tu được, mới thoát được cái cảnh và gia đình biết đạo. Ông cụ đi tu, bà cụ đi tu, anh Trực anh qua đây là thầy Hân đi tu, là gia đình chúng tôi thoát khỏi cảnh khổ cảnh nghèo là nhờ Tam Bảo. Ông này thoát khỏi cảnh nghèo là do gặp Táo Thần để mà giúp cho ổng vượt qua, chỉ cho ổng được làm điều thiện. Nhưng ông Vô Tịnh Ý Công này, ổng có may mắn, ổng có may mắn trong 3 năm mà ổng thay đổi được. Mà cái tuổi ổng cũng già. Hồi từ hồi xưa bên Trung Quốc thi hương, tức là tuổi 6-70 tuổi vẫn thi được, 5-60 tuổi vẫn thi được quan nguyện. Cho nên thành ra về cái việc cuộc đời chúng tôi thì thực sự mình không dám viết thành một mẫu chuyện, cho nên cũng là một cái chuyện ly kỳ hấp dẫn. Cái lúc mà lên đi học, trời ơi, mấy đứa nhỏ trai cũng như gái, bạn trai bạn gái nói trời, cái thằng chăn bò đó mà học cái gì, thu cho nó quê, nó không biết dục cái mặt này đâu. Mình mỗi lần mà chăn bò mà thấy bạn nó đi một cái là lũi vô bụi trốn, bởi vì sợ nó thấy mặt mình nó quê, mà nhỏ mình nó quê, mình mất cỡ gì, mình mất cỡ, cái đó cũng cái ngã mình. Mỗi lần mà thấy bạn đi chơi với nhau, trời, đứng nhìn nó đang đi chơi đàng đàng với nhau, mình đi chăn bò chui vô bụi trốn, giờ nó rủ đi chơi tính sao, bò ai chăn. Trời ơi, cái này không phải chúng tôi nói, nó quá đáng hình tượng, mà do coi cái mẫu chuyện này nó nhớ lại cuộc đời của mình, rơi nước mắt chịu không nổi, bởi vì sao mà nó khổ dữ vậy này. Bây giờ mình mới thấy những con người khổ, coi cái mẫu chuyện nó đánh động vào trong tâm tư mình để làm gì, để thương người khổ. Mà thương người khổ phải tìm phương pháp giúp cho họ hiểu nhân quả để thoát khổ, chứ không phải lấy tiền ào ào đưa cho họ mà hết khổ đâu. Chỉ cho họ làm phước, đó là cái nhân để mà mất hết khổ. Chỉ cho họ tạo phước lâu, từ cái nhà giặt từng cái quần cái áo cho những người bà già bị bệnh. Chỉ cho họ làm những chuyện phước báu, dẫu cho có người khác làm rồi cũng mình cũng phải đi làm. Ví dụ như trên đó mấy anh em nói trời ơi có người nấu ăn rồi, thôi mình nấu làm chi. Bữa chúng tôi hỏi thầy Tuệ, thầy Tuệ nói trên bếp của mình bây giờ thiếu, nói thầy Phiên nấu ăn, ông lao xuống liền. Hai thầy ở thiền viện vô lao xuống liền. Đâu phải có người khác nấu ăn rồi mình không nấu đâu, làm là làm cho mình chứ đâu phải có người khác làm rồi mình không làm được. Thường cái quan điểm của chúng tôi là phải chỉ cho người đó làm sao được cái việc công quả, được cái việc công phu thì người này sẽ ổn. Chúng tôi chỉ kể một chút xíu trong quá trình 10 năm đi chăn bò, đi lấy củi để bán. Rồi lấy củi về suốt đêm phải canh sợ mất nữa. Cái người bên cạnh người ta cứ ăn cắp củi, người ta lại nấu bánh tét. Suốt đêm ngoài đống củi coi, nằm ngoài đống củi á, để coi ăn trộm. Nó vô nó lục đục, nó bò, nó ăn trộm, là tối trời tao đất, nó bỏ nó chạy. Trời ơi, mình đi lấy một đánh một chiếc xe bò đi lấy củi về cực muốn chết cả ngày trời luôn, mà cuối cùng nó đi ăn trộm. Phải suốt đêm phải canh nó, trời ơi nó khổ thê lương luôn. Cái nhà mà với nó cái chuồng bò nó hôi kinh khủng luôn, nó xông ngập vô trong nhà toàn là phân mùi bò không. Thì quý vị biết cái cảnh đó không? Chắc chưa gặp gì. Thôi hết giờ. Hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.
judo để có thể học được rồi đó. Cảm ơn huynh. Lương Huệ Dương nói, quả nhân trị nước có thể nói là hết lòng. Hà Nội gặp tai họa thì quả nhân dời dân sang Hà Đông và dời lúa thóc sang Hà Nội. Hà Đông gặp tai họa cũng vậy, nhìn sang các nước lân cận đâu có ai thật lòng như quả nhân. Vậy mà dân chúng nước họ không bớt đi, dân chúng của quả nhân không tăng thêm. Tại sao? Mạnh Tử nói, hoàng thượng hiếu chiến, xin dùng chiến để dẫn dụ hai nước giao tranh. Trống dục liên hồi, gươm giáo đụng nhau, binh lính dứt bỏ binh giáp mà chạy. Có kẻ chạy 100 bước thì dừng lại, có kẻ chạy 50 bước thì dừng lại. Người chạy 50 bước chê kẻ chạy 100 bước thì như thế nào? Vua đáp, không được. Chạy 50 bước cũng là chạy. Mạnh Tử nói, vua đã biết như vậy thì còn mong gì dân mình đông hơn nước lân cận? Ngoài cửa dường như có bức tranh, còn có cái đầu nữa. Cười cái gì? Câu Lương Huệ Dương hỏi, Mạnh Tử trả lời, dân nước bên cạnh không bớt đi, dân của trẫm không tăng thêm. Phải giải thích như thế nào? Hoàng Diệu Tổ, con giải thích đi. Vì Lương Huệ Dương là một ông vua hiếu chiến, mỗi lần đánh ắt sẽ có thương vong, vì vậy dân mới quán ông ấy. Còn ai muốn giải thích nữa không? Được rồi, Phùng Quyền, con nói thử xem. Tuy nói Lương Huệ Dương là một ông vua hiếu chiến, nhưng suy cho cùng ông ta là người giỏi tính toán. Mạnh Phu Tử dùng chiến tranh để thí dụ, nói việc quốc dương cứu tế nạn tai cho bá tánh đều lợi ích đối với bản thân, đó là sự dốc sức. Nhưng ông ấy chỉ bỏ ra một nửa sức lực mà thôi, cho nên dân của nước bên cạnh cũng không có bớt đi, và dân của vua cũng không có tăng thêm. Sai rồi. Đây là nói vua nước bên cạnh không biết thương dân. Tuy Lương Huệ Dương biết chăm dân của mình, biết dùng đạo của mình để dạy dân, nhưng không được vì vậy mà cười kẻ khác. Các người thật là xấu hổ. Phi lễ chớ xem, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nói, phi lễ chớ làm. Ủa, ngươi là con cái nhà ai? Tại sao lại thích ngồi dưới cửa sổ này đợi lâu như vậy? Ai mà làm trò cười như vậy? Thì ra là tên chăn trâu nghèo hèn nhà của ta. Một đứa bé chăn trâu, con có muốn vào trong này để học hay không? Làm như vậy thì lớp học hôi lắm. Trâu sống chuồng, trâu có ai đây nè? Mau đi coi đi, trâu chạy rồi. Được rồi, bài học hôm nay dừng lại ở đây. Trò nào nhà gần thì đi giúp cậu bé kia tìm trâu. Suy cho cùng các con học chung cũng đã được 2 năm rồi, các con về nhà được rồi đó. Sao con không đi tìm trâu? Đó là trâu của con, nó làm mất thì nó phải đền. Thôi được rồi, nếu như con muốn học nữa thì chúng ta sẽ lên lớp học tiếp bài Trung Dung. Khổng Trọng Ni đã từng nói là quân tử thì trung dung, còn tiểu nhân thì ngược lại. Cái trung dung của bậc quân tử là quân tử mà hợp với trung đạo. Cái trung dung của kẻ tiểu nhân là tiểu nhân mà không biết sợ gì. Con hãy đọc lại đoạn này cho thầy nghe thử coi. Không phải là đã tan học rồi sao?
Bây giờ là ta dạy riêng cho một mình con. Đứng dậy đọc đi. Bài đó đã học 2 năm trước rồi. Đọc. Cái gọi là tu thân chính là tâm của mình. Nếu như thân có giận dữ thì không được gọi là chánh. Nếu có điều sợ hãi thì không được gọi là chánh. Có điều vui thích thì không gọi là chánh. Có điều lo buồn thì không gọi là chánh. Tâm không vọng, xem mà như không xem, nghe mà như không nghe, ăn mà không biết mùi vị, đây gọi là tu thân tại tâm. Đây có nghĩa là muốn có được tâm chân chánh á, thì cần phải có lòng thành. Và cũng chính là phải giữ cho tâm trí của mình ngay thẳng, để khống chế tình cảm của mình. Thân và tâm không được có ý niệm khi người, khiến cho họ sanh tâm sợ hãi, lo buồn. Còn bản thân mình thì thấy thích thú. Phải giữ tâm mình ngay thẳng, ôn hòa, tập trung tinh thần, tu dưỡng đức hạnh. Chu Hì có nói, mừng, giận, buồn, vui, sợ hãi đều là những thứ mà con người không thể thiếu. Nhưng trong phút chốc chúng ta không nhận ra, mặc tình hành động theo suy nghĩ của mình, nên khiến cho mình mất đi sự ngay thẳng. Con có hiểu không? Dạ hiểu. Muốn làm hạ người nào thì con hãy tự quyết định. Bổn phận làm thầy, ta chỉ nói bấy nhiêu, con nghĩ được rồi đó. Ta đánh chết người nè. Trâu chạy mất mà ngươi cũng không biết đi tìm nữa. Đứng lại. Trời ơi, sự buồn chết. Đây. Sao tính tới như vậy? Đánh vậy. Đừng đánh đưa mấy. Trời ơi, đánh gì cái thương tích đó không được đâu. Này dừng tay lại. Nè. Đừng. Trời ơi, phùng quản sự. Phùng quản sự à. Ông dừng lại đã. Ông không được đánh đứa bé này nữa. Lão phù tử, ông không hiểu đâu. Nó là kẻ chăn trâu cho chủ nhân của tôi. Trâu chạy mất nó cũng không biết đi tìm. Nhưng mà ông cũng không nên đánh nó như vậy. Thằng bé này thật là đáng ghét. Đã 2-3 ngày nay nó không có tắm trâu rồi. Vừa rồi trâu chạy mất, cũng may là nhờ tôi phát hiện, nên gọi mọi người cùng nhau đi tìm đó. Tìm được trâu rồi. Tìm được là tốt rồi. Con hãy nhận lỗi với tổng quản gia đi. Nhận lỗi đi con. Con biết lỗi rồi, sau này nhất định không dám nữa. Để mặt lão phu tử cho nên lần này ta bỏ qua, không được tái phạm nữa nghe. Tại hạ còn gì phải làm, xin cáo từ. Tổng quản sự cáo từ. Tiểu tử Judo, cảm tạ tiên sinh. Nếu không có người, chắc con đã bị đòn rồi. Con à, con có từng suy nghĩ, con núp bên ngoài cửa sổ học được bao nhiêu lâu rồi không? Dạ khoảng 2 năm rồi. Tại vì con rất thích được nghe thầy giảng bài đó. Vậy thì mỗi khi thầy giảng bài trên lớp, con đều hiểu cả chứ? Câu xảo xảo năng động, một không lai thời thì con chưa hiểu. Nhưng mấy ngày nay thì con hiểu rồi. Con hiểu ý của nó như thế nào? Con còn nhớ tiên sinh đã từng nói, dường như là nói tất cả sự việc đều có nguồn gốc, đầu đuôi và thứ tự trước sau nhất định. Nếu hiểu được trước sau, nhớ kỹ phần quan trọng, phần thứ yếu thì làm việc rất dễ. Cho nên con mới nhớ kỹ phần chính yếu. Đó có phải là những gì con viết ở trên vách không? Dạ phải, tan học rồi thì con ghi nhớ hết ở trong đầu. Xưa kia có một ngọn núi, trong núi có một ngôi miếu, trong miếu có một vị hòa thượng kể chuyện xưa. Ông ấy kể gì con biết không? Đại thúc à, vô đồ có nhà không? Tôi là thầy dạy học ở trong trấn này. Ông là... Tôi là cha của cháu. Dù đâu đi chăn trâu vẫn chưa có về. Mời ngồi. Mời. Bình Nhi à, đi rót trà đi con. Xin hỏi lão đệ, Dù đâu đi đâu vậy? Nó đi chăn trâu vẫn chưa về. Tiên sinh, mai dùng trà. Cháu ngoan quá.
Số là như vậy. Tôi muốn công tử nhà ta đến trường tư của tôi học. Không biết ý của ông như thế nào vậy? Công tử hả? Phu tử, khách sáo quá. Chúng tôi là những kẻ nghèo, đâu có tiền để đi học. Tôi có thể miễn cho cháu tất cả học phí. Cảm ơn ông đã có ý tốt. Nhưng tiếc là nhà tôi quá đơn chiếc. Mà mẹ của hai đứa trẻ này lại mất sớm. Tôi chỉ mong sao Du Đô có thể nuôi sống cả nhà. Tôi nghĩ chuyện này thôi đi. Ý tôi là sau khi cháu đi chăn trâu hoặc những lúc rảnh rỗi, cháu vẫn có thể làm công việc nhà. Học lịch sử vì có liên hệ đến thời gian và địa phương, cho nên mới phân chia thành dòng tư tưởng văn học khác nhau và xuất hiện tác phẩm văn học quan trọng khác nhau. Ta có một câu hỏi, nếu ai trả lời trước thì người đó giỏi nhất. Bắc Tống thời kỳ đầu, thi nhân dân gian có ảnh hưởng sâu sắc nhất là ai? Là Liễu Vĩnh. Thi từ đời Tống theo phong cách thường thì phân chia thành những trào lưu nào? Giang Tây Thi Phái và... Sai rồi, hỏi một đường trả lời một nẻo. Đó là Quyển Ước Phái và Hào Phóng Phái. Ừ, ngồi xuống đi. Thi từ đời Tống, các nhân vật đại biểu đặc biệt là ai? Còn nói đi. Vậy đó là Tô Thức và Lý Thanh Chiếu. Ngồi xuống đi. Còn đứng đó. Người kế thừa Tô Thức thời Bắc Tống là ai? Người này và Tô Thức được gọi chung là gì? Du Đô, còn nói đi. Thưa là Tân Khí Tật, ông và Tô Thức được xưng là Tô Tân. Được rồi, Du Đô, con đừng ngồi tựa vào vách như vậy, mau trở về chỗ của mình đi. Đây là những câu mà ta đã từng dạy rồi, tại sao các con bỗng chốc lại quên hết vậy? Kể từ đó, tôi chính thức được đến chỗ của thầy học. Những gì thể hiện của ngày đầu đã khiến cho cái tâm tự ti của tôi được sự khích lệ. Vì đã quen ngồi ở dưới đất, lại thêm đầu óc choáng váng. Cho nên kết quả là gây nên một trận cười như vậy. Tại sao lại có mùi phân cau vậy? Ấy à, con chó đói, tìm ăn phân trâu kìa. Những ngày thả trâu đến trường học là những ngày tạm có được bình an như vậy. Trong hoàn cảnh êm ấm, đâu ai dễ gì mà hiểu được nỗi lòng của kẻ sống trong giai cấp thấp nhất. Khi còn học ở trường tư, thân phận của tôi là hèn hạ nhất. Tuy là như vậy, nhưng đó là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của tôi. Điều đáng tiếc là mãi đến bây giờ tôi mới hiểu, để có được những ngày tháng hạnh phúc không lo buồn đó, tôi phải đánh đổi sức lực tâm huyết của cha tôi. Một bữa nọ, tôi vô tình nhìn thấy cha kéo theo sau lưng một xe lúa mạch thật lớn, từ từ tiến vào nhà Phùng Viên ngoại. Thì ra đó là số lúa nộp thuế điện. Tính ra chuyến xe lúa mạch mà cha kéo đến nay đã là chuyến thứ 10, nhưng số lượng nộp vẫn chưa đủ. Tuy cha tôi cố sức cãi lý, dùng hết sức để mà nói, nhưng bất luận là ai cũng không được thiếu một cát nào. Cuối cùng cha cũng đành khuất phục.
So với kẻ mạnh thì người yếu thế mãi mãi vẫn không cách nào cải đổi hiện trạng. Mau kéo thêm một xe nữa đi. Cái thằng này thiệt là quá đáng. Hành động của đứa trẻ nhất thời đã kìm hãm cái uy phong cậy mạnh hiếp yếu của họ Phùng, nhưng cũng không giúp được gì cho hoàn cảnh đau thương của kẻ yếu thế. Đây cũng là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự yếu đuối và cô đơn của mình. Tôi nói với cha, tôi định không đi học nữa. Tôi muốn được chia sẻ nỗi vất vả với cha. Không ngờ rằng cha lại cự tuyệt tôi. Ông nói, ba đời nhà chúng ta đều là con trai một, và cũng chưa có ai có đủ duyên để được cô tử thâu nhận dạy cho học vấn. Ông nói tôi tốt xấu, nếu đánh mất cơ hội này thì mãi mãi sẽ không thoát khỏi cảnh nghèo khốn. Ông muốn tôi chăm chỉ học tập, một khi cơ hội mất đi thì sẽ không có lại. Có lẽ là vì ông quá tha thiết kỳ vọng, cho nên không tránh khỏi sự kích động, thốt ra những lời quyết liệt. Ông ho dữ dội và đã thủ quyết. Tôi có gặng hỏi qua, ông đáp, ông ho ra máu cũng đã lâu rồi. Ông nói với tôi, ông không để ý gì đến cái chết. Điều ông lo là tôi và em gái không có nơi nương tựa trong bóng xế tuổi già. Tôi thấy đôi mắt thâm ướt của cha đầy những quyết tâm. Lần đầu tiên đôi mắt tôi ngấn lệ, những dòng lệ tuôn chảy khá lâu. Chưa đầy một tháng sau thì người cha già nằm bất động. Trong giây phút hấp hối, cha vẫn không hề bỏ quên hai anh em chúng tôi. Cũng may là thầy giáo đã biết được việc này, nên đã đồng ý nhận chúng tôi. Đối với những ân tình mà thầy đã ban cho, đại ân đại huệ đó, thật có lấy gì báo đáp. Mẹ tặng hoa. Không phải là mẹ tặng hoa, mà là cha tặng hoa cho mẹ. Mai Quyên, bà ngửi thử xem có thơm không? Thơm quá. Lương Thần, ông có nghe thấy gì không? Mẫn Nhi đã có thể nói chuyện với chúng ta rồi đó. Nói chuyện rồi. Bây giờ thì ổn rồi. Lương Thần à, ông viết cũng đã mệt rồi. Khí hậu trong lành buổi sáng rất hợp với sức khỏe. Ông nên ra ngoài nhiều hơn đó. Mệt thì không mệt, nhưng mà khi viết về quá khứ, hồi tưởng lại những việc đã qua đó, trong lòng tôi cảm thấy không yên chút nào. Đây là việc tốt. Có ai biết được như ông. Ông viết đến đâu rồi? Tôi đang viết đến cái ngày, ngày đầu tiên tôi đến nhà bà. Nhìn thấy tình cảnh của bà, đừng có nhút nhát, con cứ xem đây như là nhà của mình đi. Hả? Phu nhân à, hai đứa này á, bà cứ chiếu theo tuổi tác lớn nhỏ mà dạy chúng cách xưng hô. Được, để ta giới thiệu với các con nha. Đây là con gái lớn của ta, tên là Mai Hương. Sau này các cháu cứ gọi nó là chị. Còn đây là con gái thứ hai của ta, tên là Mai Quyên.
À đúng rồi, à, dường như các cháu sanh cùng năm, chỉ có điều không biết ai lớn tháng hơn thôi. Mai Quyên sanh ngày mùng 7 tháng 4. Thưa sư nương, cháu sinh ngày mùng 5 tháng 4. Đừng có xa lạ như vậy chứ. Sau này các cháu hãy coi ta như là mẹ. Hả? Đừng có e thẹn nữa. Hai con cứ xưng hô tự nhiên với nhau nha. Nè, cầm đi, ăn đi. Con à, con mang hành lý của hai em vào trong phòng đi. Dạ được. Sau khi chôn cất cha xong, mọi việc đều ổn định. Trong sự chuyển biến và nỗi lo sợ, tôi và em gái đã vượt qua bước ngoặt khó khăn nhất. Vì em gái tôi còn nhỏ nên bước đầu vẫn còn mang tâm trạng bất an. Một thời gian sau thì cũng quen dần. Nó là một đứa bé xấu số thật là đáng thương, bị mồ côi mẹ khi chưa tròn 3 tuổi, được cha và tôi chăm sóc dưỡng nuôi. Nó tên là Du Bình, nhưng tôi thích gọi nó là quả táo nhỏ, vì gò má nó trông giống như quả táo đỏ. Tánh tình nó thật thà, dễ thương, được mọi người yêu mến. Đối với những gì ân sư ban cho, tôi thật không biết lấy gì để báo đáp, chỉ biết cố gắng hết sức để không phụ lòng người. Có một hôm, một cơ hội thật là hiếm có. Hôm nay có một đề bài đặc biệt, các con có thể dẫn dùng các thi từ của người xưa để thuật lại cảnh đẹp. Được rồi, bây giờ các con hãy bắt đầu viết đi. Hả? Tôi liền viết bài Bồ Tát Mang của Trương Tiên. Ức Lan Hoàng Thượng Tần Lâu Cúc, Lầu Tiền Phương Thảo Niên Niên Lục, Lục Tợ Khứ Thời Bảo, Hồi Đầu Phong Tủ Phiêu, Lan Bảo Ưng Chỉ Cửu, Nhan Sắc Phi Trường Cửu, Tích Khủng Kính Trung Xuân, Bất Dư Qua Thảo Xuân. Thầy sẽ chọn ra 5 con để lấy tác phẩm hợp cảnh nhất. Hôm nay sẽ có sự thay đổi, thầy sẽ để cho các con tự biểu quyết, các con thấy thế nào? Dạ. Lý Lâm An, Phùng Quyền, Lục Doãn Nguyên, Du Đô, đứng dậy đi. Các con thấy Hoàng Diệu Tổ làm hay thì các con giơ tay lên. Thấy là bạn hay thì giơ tay lên. Thấy Phùng Quyền hay thì giơ tay lên. Thấy Lục Doãn Nguyên hay thì giơ tay lên. Còn thấy Du Đô hay thì giơ tay lên. Trước kia tôi thường sợ hãi, tự ti trước mặt mọi người. Bây giờ thì không còn sợ nữa. Dần dần tôi thấy mình học khá hơn, càng hiểu rõ thiên văn địa lý, tri thức hơn, càng ngày càng được mọi người khâm phục và khen ngợi hơn. Ngay lúc đó, tôi liền nảy sinh ý niệm tiến tu vọng mạnh tích cực hơn. Sao kỳ vậy? Có phải đại ca đó không? Đúng rồi.
Hay quá. Hay quá. Điệu thổi quê mùa của ngươi không thể sánh với đại nhãi chi đường, thấp kém chi âm. Đó là do ngươi không biết thôi. Tuy ta thổi khúc nhạc là dân ca, nhưng đề tài mà nó diễn xướng thì rất sâu rộng. Cuộc sống khác biệt của giai cấp thành thị nông thôn, phong tục tập quán, thế thái nhân tình, vui chơi múa hát, lánh khổ lìa sầu, dường như đều bao hàm cả trong dân ca. Ngay cả như ngươi mà còn đánh sai, gãy đàn cầm mà giống như tiếng chuông, một khúc nhạc văn nhã như vậy mà ngươi lại gãy thành một khúc nhạc đầy sát khí, chút nữa làm gãy đàn rồi. Rốt cuộc là ngươi muốn biểu hiện cái gì đây? Ta xin mượn một đoạn trong nhạc ký để chúng ta cùng khích lệ nhau. Phạm âm nhạc được xuất phát từ tâm của mình. Vì xuất phát từ tâm, cho nên người biết tiếng mà không biết âm thì cũng giống như loài cầm thú. Kẻ biết âm mà không biết tiếng là hạng thường dân. Trong hạng thường dân thì chỉ có bậc quân tử là biết nhạc thôi. Cho nên nói, đọc sách không thể đọc ít. Nếu không thì một chút sơ suất cũng giống như loài cầm thú vậy. Được rồi, hai con không nên tranh cãi nữa. Vũ Đô, con qua đây. Dạ. Con ngồi xuống đi. Cái mà gọi là thông thuộc thi thư là người có học, như chúng ta phải làm lợi đời, cứu người chứ chẳng phải để thương tổn người. Nếu chỉ biết có nghệ thuật thì nhất định là chưa hiểu, chỉ là hình tướng mà thôi. Phàm là tất cả những kiến thức cần phải hiểu cho rõ nghĩa lý, nếu không thì chỉ làm tổn hại đến phước đức của mình mà thôi. Khi tôi đánh bại được Phùng Quyền thì trong lòng sanh cảm giác sung sướng thật là khó tả. Cho nên thầy nói gì tôi cũng đâu có chịu nghe. Trước mắt tôi hiện lên cái thế giới nhiều màu sắc. Quýnh về rồi hả? Để tôi giúp cô. Mũi sách được mà. Không sao đâu, để tôi giúp cho. Quần áo thấm ướt nặng, để tôi giúp cô giặt khô. Cũng được, vậy chúng ta hãy lấy cái mền lớn xuống trước rồi mới phơi quần áo lên. Chúng ta bắt đầu từ đây nha, được không? Được. Nè, tôi phải kêu huynh bằng cái gì mới được? Tôi cũng không biết nữa, nên gọi là... cứ gọi là Judo đi. Vậy còn mẹ muội bảo huynh gọi muội là gì? Huynh phải biết tên của muội chứ. Cô tên là... Cô là Mai Quyên. Nói theo lý thì phải gọi một tiếng là muội muội mới phải. Không phải đâu, phải gọi là tỷ tỷ mới đúng. Vì muội lớn hơn huynh 2 ngày mà. Nè, sao huynh vẫn chưa chịu ra? Ra ngoài đi. Nè, cô cầm đi. Ê, để tôi giúp cho. Cảm ơn huynh. Vì tôi kém cô 2 ngày tuổi, cho nên sau này cô cứ gọi tôi là Lương Thần đi. Không phải huynh muốn gọi theo ý của chữ Đô chứ? Tôi hiểu là Lương Thần. Muội hiểu rồi. Hiểu cái gì? Huynh thích người khác gọi mình là Lương Thần, sau này lớn lên nhất định muốn mình trở thành rường cột của nước nhà. Con người của huynh tại sao lại thích im lặng như vậy chứ? Để muội nói là được rồi. Buổi chiều hôm nay muội và em Du Bình nhìn huynh biểu diễn tại hội trà qua rồi. Muội cảm thấy sao hả? Huynh cho phép muội nói không? Mong rằng được muội chỉ giáo. Muội thấy huynh so tài với phú tài tử của nhà họ Phùng thật là hay. Không giống như huynh lúc bình thường. Hắn là kẻ giàu nhất huyện thành. Con người của hắn rất thích khoe khoang, rất khiến người ta chán ghét. Mọi người đều nhìn hắn cười nhạo. Còn hắn ta,
thì ôm lấy cây đàn bị đứt dây, ngay cả ngồi ở đâu cũng không biết nữa, quên luôn cái chỗ ngồi của mình đó. Con người của hắn rất là đần độn. Vợ tôi tên là Mai Quyên, đây là tình cảnh mà chúng tôi lần đầu gặp mặt. Vì là có duyên cho nên có thể nói là chúng tôi nhìn nhau không chán. Khi ấy chúng tôi còn trẻ, cũng giống như hoa tự rụng, nước tự chảy, một mối tương tư, hai mảnh tình sầu. Mối tình này không chỉ chia rẽ, khắc họa nên đôi trai tài gái sắc. Mai Quyên à, còn hai món nữa con đi lấy đi. Dạ. Con đi lấy muỗng đi. Dạ. Trời ơi, hai người nhìn qua nhìn lại làm gì để đụng muội vậy? Bớt nói đi. Những cây trúc này thẳng quá ha. Nếu lấy chúng làm ống sáo thì hay biết mấy. Chẳng trách nào ống sáo của huynh lại thổi hay như vậy. Gia cảnh của huynh nghèo khó, từ nhỏ đã quen chốn ruộng vườn này rồi, cho nên huynh biết những việc này. Huynh đang làm gì vậy? Huynh đi đâu đó? Ca ca đi bắt rắn. Đừng có sợ, rắn cũng sợ người mà phải không? Vậy những ngày qua nhất định là huynh sống rất vất vả. Những ngày gian khổ tiếp theo chỉ cần đã quen thì có thể chịu được. Ủa, nghe cha nói hồi nhỏ huynh có đi chăn trâu phải không? Huynh chăn trâu cho nhà họ Phùng đó. Vậy huynh mới biết thổi sáo có phải không? Khi thả trâu, thời gian rảnh rỗi thì huynh tự làm sáo rồi tự thổi, không nói chuyện phím. Từ trước đến nay huynh giống như một đồng không rời khỏi ống sáo. Một mục đồng suốt ngày làm bạn với trâu. Một con trâu biết nói tiếng người cũng khá, rảnh rỗi vô sự, với lại trong rừng chỗ nào cũng có trúc. Đúng rồi, hôm nào huynh làm cho muội một cái sáo nghe. Được rồi, muội cũng muốn huynh thổi một bài cho muội nghe. Được thôi. Muội cũng muốn nữa. Huynh đã làm cho muội rồi nhưng muội đã làm hư mất. Nhưng muội muốn nữa. Thôi được rồi. Muội không muốn huynh nói vậy đâu. Huynh phải nói như vậy. Được. Quả táo nhỏ. Được. Khoai tây nhỏ. Ê, huynh gạt muội. Ca ca. Ca ca. Ca ca. Ca ca. Mai Quyên tỷ tỷ. Tiểu Bình quá. Du Bình. Đâu mất rồi? Tiểu Bình Quả. Tiểu Bình Quả đâu? Mùi cũng không biết nữa. Tiểu Bình Quả. Tiểu Bình Quả. Không biết có trong nhà không nữa. Ta vào trong tìm thử đi. Tiểu Bình Quả. Tiểu Bình Quả. Tiểu Bình Quả. Tiểu Bình Quả. Chạy đi đâu không biết nữa. Tiểu Bình Quả. Tiểu Bình Quả. Tiểu Bình Quả. Mùi ở đâu vậy? Tiểu Bình Quả. Tiểu Bình Quả. Tiểu Bình Quả. Muội đâu rồi? Gần như vậy sao lại không thấy chứ? Tiểu Bình Quả. Tiểu Bình Quả. Tiểu Bình Quả. Bọn tỷ không thích chơi trò trốn tìm đâu. Muội mau ra đi. Lát nữa tỷ sẽ mua sầu kẹo đường cho muội ăn mà. Tiểu Bình Quả. Hừ. Bắt được tỷ rồi nha. Tỷ nói là mua sầu kẹo đường cho muội ăn đó nha. Nói ngủ là ngủ, nó thật là dễ ngủ. Chúng ta thay phiên nhau cổng Tiểu Bình cũng gần 5-6 dặm đường rồi. Huynh mệt muốn chết à? Cố chịu đựng chút đi, mình cũng sắp về đến nhà rồi. Ca ca. Ơi, mùi tỉnh rồi hả? Xuống đi, xuống đi. Trẻ con đừng có quậy phá. Huynh cũng thích đồ thêu hả? Huynh chỉ hiếu kỳ xem thôi, vì từ nhỏ huynh chưa có tiếp xúc qua. Muội muốn tỉ thêu cho muội một chiếc áo gối. Muội đó, cái gì cũng muốn hết. Cái gối mà muội đang ngủ cũng là do tỉ tỉ thêu đó, có biết không? Kể từ đó, tôi, Mai Quyên và muội muội đều cùng có chung nguyện vọng chính là sau này chúng tôi sẽ sống tốt với nhau cho đến già đến chết. Về sau ân sư
và sư mẫu cũng chấp nhận ý nguyện của chúng tôi. Chỉ lo hiện tại chúng tôi vẫn còn trẻ, sợ bỏ lỡ việc học, cho nên đợi đến sau này có kết quả thi hương rồi hãy nói. Hai cụ tin chắc học mà đạt hạng ưu thì sẽ được làm quan. Tuổi trẻ chỉ cần chịu cầu tiến thì tiền đồ về sau nhất định sẽ thênh thang. Cuối năm đó, Mai Hương, chị của Mai Quyên, được một người giới thiệu ý trung nhân. Gia đình của huynh ấy sống ở Hồ Nam, làm nghề buôn bán. Được sự đồng ý của gia trưởng hai bên, lễ đính hôn được cử hành vào mùa xuân tháng 5. Mùa hạ rồi cũng nhanh chóng đến. Tiết trời tháng 7 thật là oi bức. Việc học lớp tư thục đã kết thúc. Các bạn học chia nhau chuẩn bị đến phủ huyện học thi. Mỗi người tự tìm con đường tiến học. Mẫu thân, phụ thân, xin dừng bước. Đồ Nhi, con nên bình tĩnh, suy nghĩ cho thật kỹ, rồi con hẳn viết. Dạ, Hà Nhi xin ghi nhớ. Được rồi, lên đường đi. Đô Nhi à, lúc này thời tiết lạnh, con phải nhớ mặc thêm áo ấm, đừng để cảm lạnh bệnh nữa nghe con. Xin hai vị đại nhân yên tâm. Nè, con có mang theo đủ cơm hộp hay không vậy? Dạ có thưa mẹ. Lên đường đi, đường xa còn mấy canh giờ nữa mới tới nơi. Đúng vậy, con đi đường cẩn thận. Sao vậy? Lão gia lại đau à? Trời lạnh là tôi lại thấy đau. Vậy ông mau vào nhà đi. Vào nhà uống thuốc nha. Lần đầu tiên thi học trường làng, ngày nhập học đã đến. Ai nói đó chỉ là tiểu khảo nhập học đâu. Cả nhà chúng tôi có thể nói đều kinh động. Giờ tí chưa đến thì tôi đã dậy rồi. Tại sao ông lại kiên kiệu làm đụng người ta chứ? Nếu mấy người chú ý một chút thì đâu có chuyện gì. Người thô kệch như ông có hiểu lễ nghĩa hay không vậy? Có chuyện gì vậy? Tên cẩu nô tài kia tại sao lại kiên kiệu làm đụng người ta chứ? Bẩm tao thiếu gia, do người đông quá, nếu không cẩn thận sẽ bị hắn đụng. Tên cẩu nô tài này mau khiên kiệu về nhà đi. À thì ra là Du huynh. Thật xin lỗi, đây chỉ là hiểu lầm thôi. Thôi bỏ huynh đi. Du huynh, dựa vào tài của huynh thì việc thi huyện này đổ được tú tài đó là lẽ tự nhiên thôi. Người nói đúng, việc này quả thật khó ai hơn nổi ta. Cảm ơn huynh. Chẳng có nói huynh nhiều nữa. Được rồi, ta tạm thời nhận lấy lời tốt của ngươi. Ngươi có thể đi được rồi. Chắc hẳn vị này là báo vật của phu tử đây. Này nhân huynh, có phải huynh tới đây để cùng thi không? Nếu không thì hãy đứng ra phía sau đi. Đi ra phía sau xếp hàng đi. Đúng rồi, đi ra phía sau quá đáng mà. Hạng người này thật là ngang ngược, huynh đừng nghe hắn mà làm bận tâm. Thì ra hắn chính là người xấu mà huynh nói đó hả? Đúng vậy, là người xấu và cũng là kẻ thù. Huynh cứ mặc kệ hắn. Hoàng Chấn Quế, quan chủ khảo điển thí quyền học, bố chánh sứ ti hành đô tỉnh Tứ Xuyên, y chiếu theo quy định pháp luật của Đại Minh xin công bố tất cả thí sinh thi huyện trong khoảng thời gian thi cử không được tự ý rời khỏi trường thi. Còn nếu ai có việc khẩn cấp thì có thể bẩm báo với quan đề điều hoặc nhờ các vị giám thị trợ giúp. Ngay cả trong trường thi, bất cứ giám sinh, sĩ tử nào có hành vi gian lận
thì đều bị nghiêm trị không tha. Đại gia. À, Du thiếu gia, cậu về rồi à? À, cậu bảo về nhà xem thử đi. Có việc gì không? Hình như lão phu tử nhà cậu bị bệnh rồi. Hả? Đó có nghiêm trọng lắm không? Mấy ngày nay đại phu có đến nhà khám bệnh. Cảm ơn ông. Cậu bảo về nhà xem thử đi. Mẹ à? Mẹ. Đồ Nhi, con về rồi à? Bệnh của thầy con lại tái phát rồi. Thầy lại đau tim sao? Cha ơi. Cha đâu? Đại phu nói cha bị trúng gió nên đã bị liệt nửa người. Cha mới vừa ngủ. Huynh thi kết quả ra sao rồi? Cũng được. Đây là phương thuốc cấp cứu, nên uống liên tiếp 3 ngày, mỗi ngày uống 3 thang. Còn cái này uống 2 lần vào buổi sáng và tối. Những việc cần phải chú ý tôi đã ghi hết trên giấy rồi. Bà nhớ nắm chắc thời gian pha chế thuốc, nhớ đừng công được lỡ buổi. À, đại phu à, còn phương thuốc hôm trước thì sao? À, thuốc đó đợi cho bệnh tình ổn định rồi hẳn uống. À, Đô Nhi, mau lên, mau qua đây. Bây giờ con mau chạy đến hiệu thuốc hốt thuốc cho cha con, kẻo không lại không kịp. Đám người có còn tiền? Cầm đi, không đủ đâu. Mau đi đi, đi mau về mau. Tỷ tỷ, đi về rồi sao? Cha sao rồi, có nghiêm trọng lắm không? Ngủ rồi, mọi người đều ở bên trong. Nè, đệ định đi đâu vậy? Em đi hốt thuốc. Để đợi một chút đã. Coi đệ đó, đi hốt thuốc mà mang theo cái túi nặng như vậy sao được? Rồi, đệ đi đi. Nhanh lên. Ai đó? Là tôi, Dương bà đây. Ờ, à, tới liền. Ờ, à, Dương bà đó hả? À, mời bà vô. À. Ông uống miếng nước đi. Mời bà. Ý của các bậc trưởng bối trong thân tộc và người nhà là muốn tôi và Mai Quyên với nhân dịp thầy tôi bệnh còn chưa nặng mà nhanh chóng kết hôn. Mặt khác là cũng muốn nhờ tin vui mà xua đuổi giận xui. Nên tối nay họ mời bà Mai họ Dương để cùng bàn việc hôn lễ. Mọi người đều nhất trí đồng ý việc hôn lễ này. Lúc đó mọi người rất là bận rộn. Anh rể tôi phải về lại Hồ Nam trước. Trong nhà không còn ai. Tỷ tỷ phải ở lại phụ giúp. Hôn lễ được chọn cử hành vào tháng 8. Năm đó tiết trời vào thu, khí hậu ôn hòa. Trước ngày hôn lễ hơn 2 tháng, thì tôi đột nhiên ngồi dậy và đi được. Ngoài bị bán thân ra, ông còn bị tê liệt. Nhưng bây giờ có thể nói là ông sắp khỏi bệnh. Gặp lúc tiết thời qua quế đưa hương, tất cả đều hiển bày sự tốt đẹp thuận lợi như thế. Đồng thời ngày công bố kết quả thi cũng sắp đến. Đừng có chen mẹ, đừng có chen mẹ, đừng có thấy gì đâu. Tránh qua coi, trời ơi. Tránh qua chút đi. Được rồi, không sao đâu. Được rồi, đừng có chen, đừng có được rồi, được rồi, không sao đâu. Quá chừng luôn à. Nè, bên này nè, bên này nè. Bên này nè, bên này nè. Ê, đừng có chen, đừng có chen. Đừng có chen nữa mà. Nè, đừng có chen mà, để tôi coi với. Đó, trên cao kìa. Thấy chưa? Như có chữ Dương đó. Thôi bỏ đi, không coi nữa. Đấy, này, đừng chen, chen. Đâu đâu, bên này nè. Đó, chữ Dương. Thấy chưa? Thấy nữa. Đâu, 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 đâu. Thấy gì hết á. Sao kỳ vậy? Chờ chút đi. Nè, bên này nè, phải không? Ý hướng đầu hẳn nhất rồi. Dương đâu? Ca ca. Ca ca, huynh đậu rồi. Đừng có nói càng. Huynh thật sự đã đạo hạnh nhất rồi. Ở đâu vậy? Ở đây nè, coi đi. Đó. Đó thấy chưa? Đó. Đạo hạnh nhất rồi đó. Ừ. Ê, giỏi. Sao lại không nhìn thấy vậy? Đó. Đạo hạnh nhất hay quá. Giỏi thì quá.